ảo tưởng là mình cứ làm giống một ai đấy, làm giống cái gì đấy, hoặc làm hoặc là người ta làm thế rồi mình làm thế mà không có tính toán ấy, thì điều đấy nó sẽ gây ra sai số và gây ra làm hỏng cái thiết kế của chúng ta. Bất cứ một cái tham số gì, từ là tại sao bạn phải chọn nguồn là cộng trừ 12V thay vì bạn chọn nguồn 12V dương hay thôi, hoặc tại sao bạn chọn nguồn là 1A hay là chọn 0,5A. Mạch đấy tại sao bạn cần phải có ổn áp và bạn đấy tại sao lại không có ổn áp, tại sao chúng ta phải lắp thêm cái tụ đấy, cái tụ đấy bao nhiêu là vừa, 1.000 microfarad hay là 1 microfarad. Tất cả mọi thứ đấy, tất cả mọi tham số trong cái hệ thống mà các bạn mà quan tâm ấy thì đều phải có tính toán. Đấy là một điều chắc chắn là như thế và đúng trong tâm mọi trường hợp. À, bạn đừng suy nghĩ rằng là chúng ta có cái mạch đấy của nước của ai đấy chúng ta đã tìm được ra rồi và bây giờ chúng ta cứ làm như thế thì nó sẽ chạy. Điều đấy nó sẽ khó xảy ra lắm, điều đấy rất khó xảy ra, và nó sẽ, nếu nó có xảy ra thì bạn chỉ may được một lúc thôi, đúng không? Trong trong một trường hợp bạn này có thể may là lắp lên thế thì bạn chạy, nhưng mà về trường hợp phía sau thì bạn sẽ bị sai đi và bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được cái mạch của mình. Tôi thấy khá nhiều các cái thiết kế không thành công là như thế. Bưng nguyên xi một cái mạch của Tây nào đấy, đúng không, là mạch của Tây nào đấy vào trong cái thiết kế của chúng ta và thiếu đi sự tính toán cần thiết đảm bảo. Đấy là một điều cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà trong cái mạch PID cũng thế. Cái mạch PID ấy, thì phần lớn nó xảy ra hai trường hợp thế này. Đối với cả các kỹ sư mà mới ra trường ấy, thì phần hoặc là những người mà chưa có kinh nghiệm về bộ PID ấy, thì phần lớn ấy đều nói với tôi rằng là cần phải có mô hình đã rồi chúng ta tính toán được bộ điều khiển PID, đúng không? Tôi hoàn toàn đồng ý chuyện đấy, là sinh viên sẽ gặp phải cái thực tế là chúng ta chưa có mô hình nhưng mà chúng ta vẫn phải làm chỉnh chỉnh định bộ PID. Thế thì lúc đấy thì chúng ta phải tìm cách xây dựng được mô hình. Có hai phương án mà được xây dựng mô hình mà được áp dụng rất thường xuyên trong thực tế. Phần đầu tiên là tuần túy lý thuyết. Tuần túy lý thuyết là ở chỗ là bạn xây dựng được một mô hình, ví dụ động cơ điện một chiều thì bạn xây dựng bắt đầu từ mạch vòng dòng điện, xong rồi mạch vòng tốc độ vân vân, và từ cái mô hình đấy bạn bạn tổng hợp ra và bạn xây dựng ra được cái phương trình điều khiển của mình. Các bạn sẽ thấy cho tôi rằng là nếu được có được mô hình kiểu như thế là tốt nhất, đúng không? Thế phương trình thứ hai ấy, là trong trường hợp mà chúng ta không có mô hình của đối tượng cụ thể mà vẫn chúng ta vẫn muốn điều khiển ấy, thì để lấy được hàm chuyển đối tượng ấy, thì cái phương pháp mà chúng tôi dùng rất nhiều và thực tế tôi đã cho sinh viên làm các đồ án là chúng ta bắt buộc phải nhận dạng đối tượng. Thì bạn nhận thấy rằng là về cơ bản ấy thì chúng ta có thể cái vấn đề rất quan trọng nhé, là với cơ bản là các bạn có thể đưa ra được một vài cái phán đoán là đối tượng của bạn là bậc 2 hay là bậc 3 hay bậc 4, và cơ bản là bạn có thể biết được một cách tương đối là cái cấu trúc của đối tượng của bạn là những phần tử nào. Bạn dựng thế thôi, đã làm đối tượng nào cũng thế thôi. Chúng ta sẽ qua một thời gian để chúng ta biết rằng là nó gồm những phần tử nào tác động và mỗi phần tử đấy các hàm của nó, cơ bản của nó là các hàm gì, hàm 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 cơ bản nền tảng xây dựng nó là những hàm gì, và từ đấy ấy, thì bạn xây dựng nhận dạng. Bạn lưu ý rằng là trong 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 trường ấy thì tôi cũng để ý rằng là ít khi các cái thầy giáo dạy về nhận dạng, nhưng mà nhận dạng là một môn rất quan trọng. Bạn bình tĩnh cho các tín hiệu vào, ví dụ bạn cho vào step input, cho vào step là hình sinusoidal input, rồi cho vào các random input, các cái random theo hoặc là ngẫu nhiên, lấy dữ liệu ra và xây dựng các công cụ MATLAB để nhận dạng. Đấy là một điều thứ hai mà thường xuyên làm cho tất cả các kỹ sư điều khiển. Bạn không thể không nhận, không thể có kiểu thì chúng ta mò nhá, không có, chúng ta nhận dạng. Quá trình nhận dạng là một quá trình lặp đi lặp lại, vì rằng là rồi sau các bạn làm thì thấy là thứ nhất ấy là nhận dạng là dựa trên con số dữ liệu, vì vậy mà nó có thể là một ngày đẹp trời ấy, thì dữ liệu bạn tốt, một ngày mà bạn dữ liệu không tốt ấy, thì bạn sẽ nhận thấy là mỗi lần bạn nhận dạng ra lại ra là một cái hàm chuyển khác nhau, đúng không?
Đấy, thì nhưng mà phải nhận dạng thì phải có kinh nghiệm, nhưng mà chắc chắn là bạn không làm thì bao giờ không có kinh nghiệm, không bao giờ có kinh nghiệm cả. Cho nên đâm ra chúng ta bắt buộc phải có nhận dạng đối tượng. Sau khi nhận dạng được đối tượng xong ấy, nó là bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 tùy theo cái đặc tuyến và tùy theo cái mô hình của chúng ta đang chọn, thì chúng ta có được một số liệu cơ bản. Đấy. Chúng ta nhận dạng và kiểm định số liệu, đấy là cái điều mà chúng ta bắt buộc phải làm. Đấy. Sau khi có những đoạn đấy xong thì đến đoạn là chúng ta thiết kế và điều khiển thì như bình thường khi chúng ta đã có mô hình rồi. Như bạn thấy là về cơ bản chúng ta làm cái gì thì làm, thì chúng tôi cũng bắt buộc phải nhận dạng. Đấy. Và nếu bạn mà không làm thao tác đấy bao giờ ấy, thì bạn nên học cái thao tác đấy ở trên ở ở ở, ở trên 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 lớp hoặc là ở các tài liệu, đúng không? Chỉ khi đã có mô hình rồi thì chúng ta mới xây dựng được bộ điều khiển PID. Đấy, lưu ý nhá là kiểu gì thì kiểu bộ điều khiển PID là theo tôi là không nên đoán mò. Thế có rất là nhiều sinh viên mà khi đã tốt nghiệp đại học và đã có từng chỉnh định bộ PID một vài lần thì lại xây ra một quan điểm thứ hai mà theo tôi là khá chủ quan là bộ khối PID nào thì chúng ta cũng mò được, đúng không? Tức là các bạn tự tự mò tham số, tự mò tham số mà bộ PID nào thì bạn cũng tự đi mò lấy. Điều đấy thì cũng đúng trong trường hợp là chúng ta ngắn thời gian, và thứ hai là chúng ta cần phải chỉnh ngay một đối tượng mà chúng ta lúc đấy là chúng ta không đủ thời gian để làm bất cứ một cái gì khác, chúng ta cần phải chỉnh ngay. Thì tất cả các kỹ sư thì đều phải thông thạo thao tác chỉnh định bộ PID là đúng rồi. Đấy, như tôi nói rằng là bạn không thể chỉnh từ không, tức là bạn không có cái gì, cái bộ PID của nó mẹ đang không biết là số bao nhiêu mà bạn cứ đưa vào chỉnh ngay thì đấy là một sai lầm cực kỳ lớn. Và như tôi đã nói các bạn ấy là việc chỉnh định không phải là chuyện dễ, nếu đối tượng mà bản thân nó là không là có tính bất ổn định, hoặc đối tượng bản thân của nó là các cái process control, tức là những đối tượng mà có tính trễ nha, so với phản ứng ấy, thì việc chỉnh nó hoàn toàn không dễ một tí nào, nhá, rất là mệt mỏi luôn. Vì thế mà tôi nói đi rồi nói lại nhưng mà các nhiều bạn không nghe, là khi mà bạn có một số kinh nghiệm đã chỉnh thành công một số PD rồi thì chúng ta lại thấy là chuyện này chuyện dễ, hiểu không? Chúng ta có thể tự mình làm được, không cần phải có một cái mô hình mới gì cả. Đấy là sai nhá, đấy là cái những cái sai cơ bản đấy bạn cũng phải trả giá, vẫn sẽ phải trả giá. Thế còn để bắt đầu cho một cái mô hình một của bạn mà đang làm điều khiển ấy, thì tôi thường có một cái mô hình bắt đầu trong trường hợp là sinh viên các bạn, để các bạn có thể có ngay gần ngay như chúng ta chẳng hạn, như là sinh viên hiện nay chúng ta cũng chưa học được nhận dạng lần nào, chúng ta cũng chưa chỉnh PID lần nào thì vân vân, thì làm để xem làm thế nào để bắt đầu cái bộ điều khiển của bạn mà trong cái bài tập của mình ấy, thì tôi có một vài cái lưu ý, đúng không? Có một vài cái lưu ý, cái lưu ý là dễ thôi nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn chỉnh tham số của nó dễ hơn nha. Thế thì cái lưu ý của tôi nó như thế này, rất là dễ để bắt đầu. Thế thì cái lưu ý của tôi như này, bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn cái cách của tôi làm là như này. Tôi nói cho các bạn cách của tôi làm này. Rồi đây, để tôi nghĩ là tôi vẽ ra một cái hình. Tôi vẽ ra một cái hình của điều khiển, đúng không? Nào, để tôi vẽ ở đây. Tôi nghĩ tôi vẽ vào đây thì nó cho nó tiện. Thử. Nào, là khi con bộ điều khiển PID thì việc mà thử nghiệm tuning đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải làm. Tôi nói ví dụ như là, tôi nói phóng to cái hình này lên gì. Và ví dụ như là bạn có điều khiển một cái đối tượng là động cơ điện một chiều, đúng không? Ví dụ bạn điều khiển một con đường một chiều đi, đúng không? Cái động cơ này bạn phải mua ở ngoài 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 thị trường, cho nên đâm ra thông số của nó là bạn hầu như không biết, đúng không? Thế thì để điều khiển nó, đúng không? Để thực hiện mà việc điều khiển động cơ một chiều này, trong trường hợp bạn cần làm nhanh nhé. Tôi nói là thường là bạn cần làm nhanh chứ không phải tôi nói là bạn có đủ thời gian đâu. Nếu bạn có đủ thời gian, tất nhiên là phương pháp xây dựng mô hình nó và nhận dạng là phương pháp mà bạn sẽ đi theo. Nhưng còn bạn cần làm nhanh ấy
thì cách làm của nó trong tất cả các hệ thống trong điều khiển PID nó làm như thế nào ạ? Thì nó làm như thế này. Vì tôi có làm các sinh viên nên tôi thấy thường làm tôi thường phải làm thế này. Giả sử như là động cơ đấy hoạt động với cả điện áp 24V DC đúng không? Sử dụng phương pháp điều khiển là PWM đúng không? Và thứ hai là động cơ đấy có tốc độ định mức. Tốc độ định mức là tôi nói ví dụ là 1500 vòng. Đúng không? Ví dụ như thế. Đây là các tham số cơ bản và mục tiêu của bạn là muốn là điều khiển tốc độ động cơ. Điều bạn là muốn điều khiển tốc độ động cơ này. Đúng không nhỉ? Đấy là một vài cái tham số nó rất là dễ để chúng ta minh họa được cái mô hình của chúng ta. Thế thì khi nào điều khiển ấy thì phải vòng điều khiển nó là như thế nào ạ? Nào, bạn thấy là cái vòng điều khiển nó sẽ là như thế này. Nó như là cái vòng điều khiển của chúng ta ở đây. Đúng không? Đây là vòng điều khiển. Vòng điều khiển chúng ta ở đây nó như thế này. Ok. Nào. Thế thì bạn sẽ nhận thấy ở đây nhá. Nào, nếu mà để tính toán bộ điều khiển này ấy thì cái mà chúng ta nhận thấy ấy là sai số của đối tượng E này. Đấy, sẽ bằng R tức là reference tức là giá trị đặt xoay quanh trừ đi giá trị phản hồi, đúng không? Đúng không? Thì có điểm phản hồi. Nào. Thì bạn sẽ nhận thấy là lúc này ấy thì cái mà gọi là hai cái này trừ với nhau ấy, bạn sẽ nhận thấy ngay ấy là nó phải cùng một đơn vị đúng không? Chứ nếu mà nó không cùng đơn vị thì việc mà trừ đi nhau trở nên nó không đúng. Ví dụ cái R này của bạn nha, tôi nói ví dụ thôi, R này của bạn này là giá trị đặt của tốc độ, giá trị đặt của tốc độ. Thế giá trị đặt của tốc độ bạn nằm ở cái nào? Khá có nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ một cách cơ bản mà có khá nhiều bạn sẽ làm nhé. Không phải là tất cả mọi người đều làm như thế này. Là giá trị đặt reference này. Hay là gọi là setpoint đi. Thì bạn đặt thông qua một cái giá trị điện áp. Tôi bé cái này. Thông qua giá trị điện áp. Ví dụ điện áp của bạn là qua một cái chiết áp đi. Chúng ta là quan hệ đó, xem qua một chiết áp. Ví dụ chiết áp của chúng ta là một cái chiết áp bình thường. Ví dụ như là như cái chiết áp này. Đấy là như cái chiết áp này. Đấy, nó là một cái chiết áp như cái chiết áp này. Là giá gì giá này đúng không? Đó là chiết áp. Đây, nó là chiết áp như thế này. Đấy, nó chiết áp nó có ba đầu đúng không? Ví dụ như thế. Sao không copy được nhỉ? Đây là nó là cái chiết áp thôi. Đây nó là chiết áp được à? Đúng không? Nào, toàn bộ cái khối mà chúng ta làm việc ấy thực hiện thao tác trừ hai thằng cho nhau, đúng không? Thì chúng ta trừ trên vi điều khiển hay nó khác là chiết áp thì nó đưa vào thôi. Nó làm cái chiết áp đưa vào, nó nối vào hai đầu điện, hai đầu cái nguồn điện. Ví dụ tôi có nguồn bạn của nguồn của bạn đưa vào là, tôi nói ví dụ nhé, ví dụ thôi, là bạn đưa vào có nguồn là giá trị là từ 0 đến là 3,3V đúng không? Như vậy là bạn sẽ có một cái nguồn điện đưa vào
mà bạn đưa vào cái trạm này và bạn nói là vặn maximum nó là vặn 3,3 V, thì nó đưa vào là giá trị không, 3,3 V là giá trị 100% và giá trị không nữa là 0%, đúng không? Nó là bạn bạn mong muốn như thế, đúng không? Nào, lúc này ấy thì cái thiết kế của bạn ở đây ấy nó sẽ là gồm có là nó gồm có là bạn nhìn thấy trong cái phần ô vuông này thì nó sẽ là một cái bộ cái của bạn ở đây nhé, đúng không? Rồi, thiết kế của cái ô của bạn mà đang tôi đang vừa vẽ trong cái ô này nhá, là cái bộ đồ vi điều khiển của bạn ấy, thì nó việc là đọc cái giá trị chiết áp này làm đọc tổng giá trị ADC, đúng không? Nó so sánh với giá trị phản hồi về về là một cái encoder, thì bạn trả lời bằng phút mà, đúng không? Bằng phút mà, đúng không? Thế thì lúc này ấy, hai cái này nó trừ đi nhau thì tôi không thể nói lấy mẹ vôn lấy áp, đây là điện áp của tôi là đây là vôn, ví dụ là không đến 3,3 V, trừ đi encoder là số lượng xung trong một đơn vị thời gian, đúng không? Đơn vị thời gian, ví dụ tôi nói ví dụ là bạn trả lại 1.000 trong một phút, thì hai cái thằng này trừ với nhau chẳng có ý nghĩa quái gì cả, đúng không? Cho nên là khi đã làm trong thực tế mà các bạn đã thiết kế cái bộ mô phỏng đấy thì các bạn sẽ biết ngay là chúng ta luôn luôn phải gì ạ? Chuẩn hóa cái đơn vị đo, đúng không? Đấy là cái điều cái thao tác mà tất cả mọi người thiết kế thì đều phải làm điều này, là chúng ta phải chuẩn hóa cái đơn vị đo này, xem là cái đơn vị đo này chúng ta chuẩn hóa như thế nào, đúng không? Ở đây thì rất là dễ, là lúc này bạn sẽ nhận thấy là cái đơn vị đo là điện áp này nó từ 0 đến 3,3 V, bạn sẽ đổi nó ra thành đơn vị, tôi nói ví dụ là thành là đơn vị ADC, đơn vị ADC của nó, ví dụ ADC của bạn 12 bit, như vậy nó từ 0 tới 4095, đúng không? Và kiểu gì ý, thì bạn sẽ đổi nó thành là từ 0 tới 100%, hay là 100% có nghĩa là gì ạ? Là từ 0 tới 1, đúng không? Đúng không? Nhưng từ 0 đến 1. Như vậy là ở đây rõ ràng là nhờ cái đơn vị là chúng ta ấy, thì chúng ta nhận thấy là cái việc mà đổi cái giá trị điện áp này kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng đổi nó về đơn vị chuẩn hóa, đơn vị hóa là 0 đến 1. Tức là ông này vặn maximum thì đơn vị nó trả về là 100%, tức là 1, ông này vặn minimum thì vặn về là 0. Đúng không? Đấy là cái đầu tiên nhé. Tôi nói nhất. Và tất nhiên là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có limit, chẳng hạn như là bạn sẽ limit là maximum mà bạn không thể 100% mà để 99 chẳng hạn, thì đấy là cái việc của bạn. Hoặc là không, bạn không để 0% mà bạn để 0,1, đấy là vì do deadband vân vân. Thì chuyện đấy chúng ta tính sau. Chúng tôi nói về lý thuyết là như thế này đã. Nào. Và tương tự như thế thì ông này là vòng nhân phút đo bằng encoder, đúng không? Bạn sẽ đo bằng encoder. Là encoder của bạn là gì ạ? Bạn encoder của bạn thì nó sẽ tính là trả về là số xung số số xung trên cho một đơn vị thời gian, đúng không? Chứ một đơn vị nào, đúng không? Và bạn có thể tính nhầm, đúng không? Ví dụ như là tôi chỉ nói ví dụ thôi, là bạn sẽ tính ra là ứng với cả tần số lấy mẫu của bạn, là tôi nói ví dụ nhá, là 100 mili giây thì trong một đơn vị thời gian nó sẽ trả về, tôi nói ví dụ trả về 1.000 xung đi, đấy là cái việc tôi nói ví dụ thôi nhá. 1.000 xung trong 100 mili giây thì tương ứng với cả 1.500 bằng phút, đúng không? Thì lúc đấy nhá, mà bạn cũng phải lần lượt đổi là đơn vị số xung là số xung trên một đơn vị thời gian trở thành tốc độ, gọi là tốc độ cơ bản. Tốc độ cơ bản này của bạn nó cũng trả thành đơn trả giờ về đơn vị là không tới 100% tốc độ định mức. Đây là không tới 100% tốc độ định mức. Như vậy là tương đương nó mà trả về 1.000 xung thì tương ứng với cái tốc độ định mức của bạn là 1.000 vòng phút, và trả về là 50 xung chẳng hạn thì tương ứng với tốc độ là 5 vòng phút. Tôi nói ví dụ thế, nó bạn sẽ có một đơn vị tính và bạn sẽ phải đổi đơn vị này ra thành giá trị cơ bản, đúng không? Cái này là cái cộng, hay nói cách khác là cái này cũng trả về là từ 0
tới 1. Đúng không? Đây là 0 tới 1. 1 tương ứng với cả 100% tốc độ định mức và 0 tương ứng với tức là 0% tốc độ định mức. Thì cái việc thao tác chuyển đổi này thật ra trong lập trình sẽ có một vài chỗ lằng nhằng, đúng không? Chứ không phải dễ như tôi vừa nói các bạn, đúng không? Nhưng mà cơ bản là các bạn có thể đổi ra được đơn vị là định mức của nó là bao nhiêu phần trăm. Mặc dù đơn vị của nó là đây là trả về số sung là encoder, có nhiều đơn vị nó trả về là dùng tachometer, tức là trả về là điện áp, thì cũng tương tự như thế, đúng không ạ? Kiểu gì thì kiểu được quy quy về không đến 100%. Thì thật quá quan sát thao tác lập trình trong vi điều khiển là những thao tác cơ bản để bạn thực hiện thao tác này, thực hiện các thao tác đọc này, đúng không? Chứ không phải là như chúng ta mong nghĩ rằng là nó chỉ là đơn giản là chỉ là một con số nào đấy, mà chúng ta sẽ phải thực hiện khá khá nhiều thao tác lập trình để thực hiện các thao tác đổi này, đổi giá trị này, đúng không? Nào, đến khi mà nó đã về không 100% rồi thì bạn nhận thấy là rõ ràng là chúng ta có thể trừ đây đơn vị điện áp. Đơn vị điện áp mặc dù là nó là vôn vân vân nhưng cuối cùng cũng quy đổi ra đơn vị là không đến một, là 100% tốc độ định mức. Trừ đi cái này cũng không 100% tốc độ định mức thì ok, hai cái này trừ với nhau được và ra được giá trị là hoàn toàn trừ với nhau được, đúng nhỉ? Như vậy là đây là đơn vị giá trị là một và đây cũng đơn vị giá trị là một. Nó khi khi chúng ta quy về đơn vị giá trị gọi là chuẩn hóa đơn vị đo này, khi chúng ta đã sau khi chuẩn hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể trừ cho nhau được, đúng không nhỉ? Ok, và bạn nhận thấy là một điều rất hay nhé, là nếu chúng ta như thế thì sau khi bộ điều khiển này nó thực hiện thao tác là tính toán thì ở đầu nồi này này bạn sẽ điều khiển nó thông qua cái bộ điều khiển là PWM, đúng không? Và bộ PWM ấy thì bạn làm gì thì làm ấy thì bộ PWM ấy nó cũng theo đơn vị chuẩn là từ 0 tới 100%. Về lý thuyết là như thế, đúng không ạ? Cái thuyết là gì? Chuẩn hóa là không đến 100%. Tức là sao ạ? Tức là ứng với cả 100%, tức là ứng tốc độ bạn giả thiết là tốc độ là maximum và 0% thì ứng với tốc độ là minimum. Thực tế thì nó có thể ngược lại. 100% ứng tốc độ minimum và 0% tốc độ maximum, đấy là tùy theo cái thiết kế của chúng ta. Tùy theo cái chúng ta, nhưng mà tôi nói một cái lý thuyết thì nó là như thế. Tức là ở đây là sai lệch được quy về đơn vị chuẩn, trừ đi tốc độ cũng quy về đơn chuẩn nhân với cả bộ điều khiển PID và ra ở đây cũng là quy định đơn chuẩn, thì đây là cái đầu tiên mà tất cả các mọi người đều phải làm trong cái điều khiển PID, trong điều khiển PID, tức là chúng ta chuẩn hóa phải nói với đơn vị chuẩn. Cho nên là trong trong thực tế lập trình ấy thì mọi thứ đều phải quy về đơn vị chuẩn, không được chúng ta không được quy thành là về đơn vị không chuẩn. Ví dụ như là tôi nói ví dụ là đơn vị vòng phút chẳng hạn. Về sao bạn sẽ phải đổi hành radian trên giây là vì thế, vì nó quy thành đơn vị chuẩn. Tương tự như thế thì giá trị điện áp mặc dù nó có thể là 12 bit hay 12 bit hay 16 bit vân vân thì nó có thể rồi cũng phải quy đơn vị chuẩn là không đến 100% tốc độ, và tương tự như thế với cả các giá trị đo khác chẳng hạn như bạn đo cho dòng điện hay là vân vân. Thì đấy là cái gọi là cái đầu tiên. Đầu tiên việc chuẩn hóa đã làm cho việc chúng ta tính toán đây này là giống nhau, một cùng một đơn vị. Chúng ta không chuẩn thì chúng ta không thể trừ điện áp cho tốc độ được. Không có ai trừ điện áp cho tốc độ cả. Nhưng mà chúng ta trừ 100% giá trị của cái này trên trừ trên 100% đấy kia 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 cùng quy về hệ đơn vị điện áp, cùng quy về đơn vị chuẩn tốc độ thì chúng ta thế là có thể trừ với nhau được. Ok. Lưu ý cho thực tế thì bài toán thực tế để chuẩn hóa nó thành đơn vị chuẩn ấy nhiều khi phức tạp phết đấy. Nhá, tôi xin nói các bạn là tôi đã cảnh báo trước là phức tạp phết. Vì thế nào là đơn vị chuẩn trong trường hợp ví dụ nếu bạn có động cơ điện xoay chiều 3 pha, bạn chuẩn hóa nó về đơn vị chuẩn là thế nào, các bạn sẽ mở tài liệu của thầy Nguyễn Hùng Quang ra xem. Nó cũng nhiều nhiều tính toán phết đấy nhá. Những cái đấy hoàn toàn chúng ta có thể tính được vì sao? Nó có sách hướng dẫn hoặc là chúng ta có thể cảm nhận được cái số có thị ở đấy nhá. Việc chúng ta tính chuẩn hóa mà sai thì chúng ta sẽ tính toàn bộ bộ điều khiển chúng ta sẽ sai ngay nhá. Như tất cả các bạn đã làm qua cái phần mô phỏng thì các bạn đều phải có quá trình chuẩn hóa này. Đúng không? Quá trình chuẩn hóa này. Ok, đến đây thì dễ rồi. Đến đây thì là chúng ta có bộ điều khiển và chúng đây đây chúng ta có một trừ đi một và tính ra đây là một. Như vậy là toàn mọi thứ đều vào đây cùng đơn vị một cả. Thì dễ rồi. Thế thì chúng ta có bao bộ điều khiển KP, KI và KD, đúng không? Thế thì tôi đến đây tôi chỉnh thế nào ạ? Thì bạn sẽ thấy như thấy là lúc này ấy thì cái cách của tôi đầu tiên ấy là tôi đã từng nói các bạn rồi đấy, là bộ điều khiển PD, là bộ điều khiển D là mục tiêu của chính của chúng ta ấy, là nhắm tới là dập đi cái dao động, hay gọi là chúng ta tạo ra bộ chặn đấy, chặn cái dao động nhanh có thể do ảnh hưởng của cái
ảnh hưởng của bộ điều khiển khuếch đại nó có trước. Vì thế mà trong thực tế khi để bắt đầu ấy thì chúng tôi không chỉnh cái bộ PD, mà như tôi đã từng nói rất là nhiều lần là tôi luôn luôn chỉ có bộ điều khiển KP, đúng không? Điều KP. Điều KP nó như thế này. KP nó như thế này. Tôi luôn luôn có bộ điều khiển KP. Đúng không? Như thế này. Đúng không? Nào. Bạn nhận thấy là thế thì bộ điều khiển KP này tôi đặt tham số của nó là thế nào ạ? Đặt tham số của nó là nào? Thì điều này hoàn toàn dễ thôi. Bạn nhận thấy không? Set panh của chúng ta là tốc độ định mức của ta là 100% nên là 1, đúng không? Set panh của chúng ta là 1, đúng không? Sai số của đối tượng của tốc độ tổng động đầu tiên của đối tượng là gì ạ? Là 0, đúng không nhỉ? Set panh là 1 và tốc độ là 0. Đúng nhỉ? Và vì vậy mà đầu tiên chúng ta sai số E sẽ bằng là sai bằng set panh 1 trừ đi 0 bằng mấy ạ? Bằng 1. Đúng không? 1 trừ đi 0 bằng 1. Như vậy đầu tiên chúng ta sai số đầu tiên khi có đối tượng là sai số là 1. Nào. Và điện áp u xác định của chúng ta sẽ bằng là K nhân với cả 1 trừ đi 0 bằng 1 bằng K là bằng K. Như vậy là giá trị của chúng ta K sẽ là bằng giá trị đầu tiên của chúng ta, đúng không? Bằng giá trị đầu tiên của chúng ta. K sẽ là giá trị mà chúng ta sẽ là K nhân với sai số là 1 trừ đi 0, tức là K nhân với 1 chính là K. Thì sẽ ra cái điện áp điều khiển PWM của chúng ta, như chúng ta đã bài nói về PWM, đúng không? Nào, bạn nhận thấy là PWM của chúng ta ấy, maximum thì là gì bằng mấy ạ? Maximum bằng 1, đúng nhỉ? Mọi người nhận thấy chuyện đấy là rất là hiểu, rất là rõ, đúng không? Chúng ta sẽ có giá trị của PWM đưa ra sẽ bằng là K đúng không? Nhân với cả 1 trừ đi 0, đúng không? 1 là giá trị đặt và 0 là giá trị giảm phản hồi. Tốc độ lúc đầu bằng 0 mà, đúng không? Thì bằng K, đúng không? Và PWM thì maximum của nó là 1. Đây là KP nhé. PWM mang giá trị maximum của nó bằng 1, đúng không? Nó có thể lớn hơn cái giá trị này không ạ? Không. Bạn có muốn điều khiển gấp 10 lần cái giá trị này thì PWM nó vẫn bằng 1 thôi. Đúng không? Đúng nhỉ? Nó chẳng có giá trị vượt quá được 100% trong trường hợp này. Như vậy ấy, thì trong trường hợp này cái khái niệm đầu tiên tôi chọn ấy để cho hệ thống này có thể hoạt động được là tôi chọn KP bằng 1. Đúng không? KP bằng 1. À. Và vì vậy vì khi KP bằng 1 rồi ấy thì mọi người nhận thấy là mọi người nhận thấy là lúc này trường hợp này tôi chọn giá trị KT là giá trị khởi đầu. Khi tôi đã quy về đơn vị cơ bản thì hoàn toàn chọn bằng 1 là không có gì là đặc biệt cả. Nó là con số tất nhiên về bình rằng tôi có chọn hơn nữa chẳng nữa thì cái bộ điều khiển nó vẫn ra gì ạ? Là 1. Nghĩa tôi chẳng vì gì phải đặc biệt quá cả, tôi chọn nó bằng 1 đi. Đúng không? Thì cái 1 là giá trị đầu tiên cho bạn có thể bắt đầu. Tôi không nói là đây là giá trị cuối cùng vì bạn muốn chỉnh mà. Thì bạn đầu tiên đặt KP bằng 1 là cái giá trị đầu tiên để bạn có thể thử và nó làm cho hệ thống của bạn nó bắt đầu. Trong trường hợp mà tất nhiên là như tôi từng nói các bạn ấy là việc đầu tiên quan trọng nhất đối với cả việc điều chỉnh kiểm tra điều khiển ấy là chúng ta thay đổi giá trị KP này tăng dần hoặc giảm dần tùy theo cái phản ứng của đối tượng của chúng ta, đúng không? Tăng dần hoặc giảm dần tùy theo phản ứng của chúng ta, nhưng đây là giá trị cơ bản nhất mà chúng ta có thể bắt đầu để chúng ta có thể chỉnh. Bạn hoàn toàn có thể chỉnh cái này KP lên bằng 1,5 lần giá trị PP hoặc có thể giảm đi 0,5 lần, giảm đi một nửa bằng KT bằng 0,5 lần giá trị mức, hoàn toàn có thể được tùy theo cái mong muốn của bạn. Và đến lúc này ấy, thì bạn sẽ tự mình ngồi chỉnh định cái tham số đầu tiên là tham số KP này để cho hệ thống có chạy được. Và như tôi đã từng nói rất nhiều lần là chỉ cần tham số KP này hệ thống của bạn đã chạy được tương đối, đúng không? Nó chỉ tồn tại sai số thôi, nhưng nó tồn tại, nó chạy được tương đối, đúng không? Nếu hệ thống của bạn mà chỉ có KP không thôi mà vẫn không thể nào chạy được ổn định, không thể nào chạy được đưa về trạng thái ổn định, nó liên tục nhiễu lắc, liên tục thay đổi, thì có nghĩa là trong cái phần thiết kế của bạn nó đã có gì sai sai rồi đấy. Các bạn thì tôi nói nhỉ? Nếu chỉ có hệ thống KP bằng 1 thôi, hệ thống của bạn không thể giữ được ổn định. Thì như tôi đã nói là có hai khả năng, một là đối tượng của bạn bản thân nó là bản thân đối tượng không ổn định, bất định.
Như vậy là khi nó là đối tượng, bản thân của nó là hệ thống không ổn định, thì lúc đấy chúng ta sẽ không thể dùng phương pháp mò như này được, mà chỗ là chúng ta lại phải quay về truyền thống là chúng ta thực hiện tình nhận dạng mô hình đối tượng để chúng ta biết được là cái giải điều khiển nó là nằm ở chỗ vị trí nào, đúng không? Cái đấy thì không thể đưa vào. Còn nếu đối tượng của bạn bản thân của nó là các đối tượng đã có tính chất ổn định, ví dụ như bộ điều khiển ống cơ điện một chiều trong trong động cơ là đối tượng ổn định, hoặc là bộ điều khiển nhiệt độ nó là bộ điều khiển ổn định, hoặc là bộ điều khiển của buck hay boost converter thì nó cơ bản nó là bộ điều khiển ổn định, thì lúc đấy bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ giá trị KP bằng 1 này nhá, sau khi bạn đã quy đổi. Thế đấy là cái đầu tiên mà tôi muốn nói là bạn chỉnh KP. Ok. Nào, đến thứ hai là bạn phải chỉnh bộ giá trị của, tôi nói bạn nhé, đầu tiên là thứ hai là bạn sẽ phải chỉnh giá trị KI. Nào, xin nói thưa nói các bạn là như tôi từng nói các bạn ở trong thực tế công nghiệp ấy, thì bộ điều khiển P và bộ điều khiển PI ấy, thì là hai bộ điều khiển phổ biến nhất, điều khiển và bộ điều khiển PID là được dành cho những đối tượng mà khi chúng ta có yêu cầu điều khiển vừa nhanh mà lại vừa không có quay cái điều chỉnh thì chúng ta mới có điều khiển PID. Chứ bình thường trong thực tế thì chúng ta chỉ cần có P và I là đã tương đối đáp ứng được, đúng không? Vì vậy mà trong trong khá khá nhiều đến 80% các bộ điều khiển trong công nghiệp ấy thì đều là các bộ điều khiển PI cả, đúng không? Thì sau khi mà bạn bắt thì điều thứ hai liên quan đến này là bộ điều khiển PI, đúng không? Như vậy là bạn sẽ thấy là đầu tiên có P này, và tiếp sau là chọn bộ điều khiển PI. Nào, thế thì cái giá trị của PI bằng bao nhiêu? Đúng nhỉ? Có rất nhiều bạn hỏi tôi là em thầy chọn giá trị PI bằng bao nhiêu là vừa. Ok, thì thật ra thì nó tự từ công thức thôi. Cái này nó không có gì là đặc biệt cả. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay nó từ công thức của ta. Đây, tôi gửi cho các bạn xem. Đây. Đúng không? Nào, lúc này nhá thì bạn sẽ nhận thấy là K output nhá sẽ bằng là KP nhân với cả error cộng KI nhân với cả error sum, đúng không? Chúng ta cứ L đi KD đi, bằng KD bằng KD bằng 0 mà, đúng không? Vậy đây là hai tham số cơ bản của bộ điều khiển PI. Nếu về mặt toán học mà nói thì bạn thấy là đây là tôi gọi là A cộng với cả B, đúng không? Hai số A và B này về mặt tác dụng của nó đối với đó output này là giống nhau, đúng không? Các bạn có nhận thấy không ạ? Có đổi trị vị trí cho nhau A và B, và B cộng A thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, và hai nữa là ông A tác dụng với bao nhiêu thì ông B này cũng tác dụng bấy nhiêu, tức là hai ông này không có gì đặc biệt so sánh với nhau, không có gì đặc biệt so với cả ảnh hưởng đến nhau. Hai ông này hoàn toàn độc lập và không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Hay nói khác là tác động của hai ông này KP và KI trong cái phương trình toán học này thì nó là tương đương nhau. Nếu chúng ta nhận từ cái nhận xét đấy thì ta nhận thấy là lúc đấy thì chúng ta chọn cho giá trị KP này nhân error này hoàn toàn tương đương với giá trị KI nhân error sum này, bằng nhau, đúng không? Bằng nhau. Ok. Nào, thế thì KI bằng bao nhiêu ạ? Bạn nhìn thấy nhá, error sum là bằng gì ạ? Bằng error trừ đi last error, đúng không? Đúng không? Trên cho chia cho time trên, tức là chia cho cái sampling time, đúng không? Đây, camera của error trừ đi trên sampling time. Nào, đến đây thì tôi đưa ra công thức này. Đến đây nhé, thì tôi sẽ viết ra công thức này để tôi viết nó vào đây cho nó dễ viết, đúng không? Nào, giá trị của nó sẽ bằng là error trừ đi last error, đúng không? Nhân với chia cho time trên, đúng không? Chia cho gọi là sampling time đi, đúng không? Và đây là giá trị là KI, đúng không nhỉ? KI nhân với cả error sum mà, nhân với cả error sum, đúng không? Nào, chúng ta nhận thấy là error là đầu tiên bằng 1, last error đầu tiên bằng 0 chẳng hạn như thế, thì chúng ta sẽ thấy là
cái giá trị này này là cái chúng ta sẽ có là giá trị KPK này sẽ bằng là KI chia cho sampling time nhân với cả error trừ last error đúng không? Chúng ta sẽ là nó sẽ là thế này, KI chia cho sampling time. Đấy, nhân với cả error trừ đi last error. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Và bạn thấy là đây là cái giá trị chúng ta cần phải để ý, đúng không? Nào. Nào, vấn đề ấy là mọi người nhận thấy ở đây ấy, thì lúc này ấy, tôi chọn KP bằng 1 rồi. Và tôi nhận thấy là đối với cả hệ thống PD mà toán học ấy, thì KP với KI tương đương nhau. Như vậy tôi cũng muốn là cái này KI chia cho sampling 2 thì bằng với cả KP. Đó, KI chia cho sampling 2 này thì bằng giá trị KP. Vì phần error thì nó là đấy là việc của nó, đúng không? Đó là việc của nó. Đúng không? Việc tính toán của chúng ta đấy là một tham số e giống như chúng ta nhân với KP nhân error ấy. Thì nó hai thằng này đấy là cái giá trị về tính toán. Còn lại thì hai thằng K này giống nhau, như vậy là KP thì hoàn toàn tương đương thôi chứ không phải nói là bằng, tương đương với cả KI chia cho sampling time, đúng không? Như vậy ấy, thì tôi chọn giá trị KI. À, mọi người nhận thấy là lúc này thì tôi sẽ chọn là thế thì lúc này tôi chọn là này, nếu tôi chọn KP bằng bằng 1 thì tôi chọn KP sẽ bằng là K, à, tôi chọn KI sẽ bằng là KP, KI này sẽ bằng là KP nhân với cả sampling 2. Đấy, đây là cái giá trị khởi điểm thứ hai đầu tiên mà tôi mong muốn được tính toán để bắt đầu. Bạn hiểu không? Tôi mong muốn được tính toán để bắt đầu. Như vậy là nếu mà bạn nhận thấy ở đây nhé, là nếu trong trường hợp này nếu bạn biết đúng chương trình PD như thế này thì bạn nhận thấy là đầu tiên ấy là hệ thống của bạn nó sẽ gồm có là ví dụ là bạn chọn KP bằng 1 đúng không? Và sampling time ấy, thì bạn phải đổi về đơn vị là đơn vị chuẩn, tiêu chuẩn ở đây. Ví dụ sampling time của bạn là chọn là 1 mili giây đúng không? 1 mili giây tôi nói ví dụ đấy thì bạn phải đổi đơn vị chuẩn của nó. Ví dụ bao giờ cái gì cũng phải cho đơn vị chuẩn. Đơn vị chuẩn của nó là 1 mili giây của bạn đổi thành là 0.001 giây đúng không? Thế là KP của bạn sẽ bằng là gì ạ? Bằng 1/1000 lần của KI của bạn sẽ bằng 1/1000 lần KP. Đúng không nhỉ? Để là hệ thống của bạn đáp ứng được. Như vậy giá trị khởi động đầu tiên của bạn cho trường hợp mà bộ điều khiển số ấy thì sẽ chọn KI sẽ bằng là KP nhân với cả sampling time. Đúng không? Tùy theo sampling bạn bao nhiêu. Sampling bạn là 1 mili giây thì bạn nói là KP nó sẽ bằng là KI sẽ bằng 1/1000. Thế sampling time của bạn là 10 mili giây. Giống như khá nhiều bạn chọn được đường động cơ một chiều là 10 mili giây. Thì lúc đấy nó sẽ là sampling nếu mà nó sẽ là KI sẽ bằng là KP nhân với cả 0.1 0.01 tức là 1%. Và nếu bạn chọn cao nếu bạn sampling time của bạn là 100 mili giây thì nó là bằng KP chia cho 10, vân vân, đúng không? Và tôi nói là đấy là những giá trị hoàn toàn tốt để cho các bạn bắt đầu khởi động. Tôi không nói rằng là đấy là giá trị cuối cùng nhé. Nhưng đấy là những giá trị bắt đầu để các bạn có thể tính được. Đúng không? Chúng ta sẽ khoan nói về giá trị KD. Tôi nói là vì tôi nói là trong trường hợp này bạn có hai giá trị KP và KI mà bạn hoàn toàn có thể dùng nó để điều khiển. Dùng nó để điều khiển. Nhá. Dùng nó để bắt đầu điều khiển. Và khi bạn có KP, khi bạn có KI rồi ấy, thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu thực hiện các thao tác tăng giảm KP, thay đổi KI, đúng không? Để bạn có thể đó có được cái đáp ứng của đối tượng tương đối cơ bản so với cái mong muốn của mình, nha. Thì trong thực tế để điều chỉnh ấy, thì cái cách mà tôi điều chỉnh bộ đề PED theo cách truyền thống ấy, thì chúng tôi có thể làm theo cách này nhá, tôi nói ví dụ các bạn có thể làm theo cách này là tôi thường làm theo cách này là đầu tiên ấy thì tôi thay đổi KP để hệ thống có thể bắt đầu đáp ứng vào đối tượng nhưng tồn tại sai số đúng không? Sau đấy thì tôi bắt đầu đưa vào KI
để hệ thống bắt đầu giảm sai số đi về không. Bạn có thể tăng KI lên cho đến bắt đầu hệ thống tồn tại các dao động nha, bắt đầu tồn tại dao động giống như ở đây này, tồn tại một vài dao động, đúng không? Tồn tại một vài dao động, đúng không? Và sau đấy cuối cùng ấy thì bạn chọn bạn chọn bộ điều khiển PD để dập cái dao động này đi. Đấy là một cách mà, đấy là một phương án để làm cho cái bộ điều khiển này, đúng không? Bạn có KP và KI rồi thì lúc đấy là bạn thấy là cái cao KP và KI rồi thì bạn D là chỉ làm dập điều khiển đi. Đấy là một phương án. Phương án thứ hai mà tôi thấy trong các tài liệu nó nói hay rất hay dùng ấy là bộ điều khiển của PID. Nếu bạn phải bắt buộc phải dùng cái PID nhé, tôi nói các bạn là trong trường hợp mà bạn thấy là bộ điều khiển của bạn chỉ có PI mà chạy tốt lắm rồi thì không ai nói gì cả, đúng không? Bạn hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của bạn điều khiển rồi thì không ai nói gì cả. Thế nhưng trong trường hợp mà bạn điều khiển, bộ điều khiển của bạn là bộ điều khiển bắt buộc phải có PID ấy, thì có rất nhiều tài liệu trong sách ấy, nó sẽ nói thế này: bạn sẽ điều khiển bộ điều khiển KD PD trước, tức là bạn cho điều khiển K lên và hiệu bộ điều khiển K này bắt đầu tăng dần khuếch đại lên cho đến khi hệ thống tồn tại dao động. Khi đã tồn tại dao động thì bạn dập cái dao động đấy đi bằng cách là bạn cho tỷ lệ giá trị D vào, đúng không? Như hệ thống của bạn bắt đầu dập dao định đi và lúc này thì bộ điều khiển KD của bạn vẫn tồn tại sai số thì bạn bắt đầu tăng giá trị Y từ rất nhỏ lên và cho khi mà cái sai số nó đang dần dần được dập đi. Các bạn hiểu tôi nói nhỉ? Nó sẽ có hai phương án để chuyển định trình định, thì phương án nào thì bạn cũng là tùy theo cái bạn quen cái hướng nào và bạn cảm nhận được cái hướng nào. Tóm lại là trong tất cả trong 80% các trường hợp thì chúng ta vẫn thể dùng bộ điều khiển P được, không có gì xảy ra. Bộ điều khiển D sẽ làm cho chương trình đồ điều khiển chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, đúng không? Và nhưng mà như tôi đã nói là D là bộ điều khiển mà nó có khả năng vi phân cả nhiễu, vì vậy mà đã bộ điều khiển đấy bạn lại phải tích hợp cái khâu lọc bậc thấp và phong thấp vào để loại cái nhiễu đi, và vì vậy nó sẽ làm cho các bạn chương trình của bạn trở nên nó phức tạp hơn, rối rắm hơn nhiều, đúng không? Về bản chất bạn phải luôn luôn nhớ là cái đối tượng của bạn là đối tượng nó bản chất ổn định thì các phương pháp chỉnh định tuning nó mới đúng. Còn nếu cái hệ thống của bạn mà bản chất của nó là hệ thống không ổn định như là co lắc ngược thì việc sử dụng phương pháp tuning là không có ý nghĩa gì cả. Bạn bắt buộc phải quay trở về cái bắt đầu phải quay trở về mô hình nó học của đối tượng để bạn tính toán nha. bạn không nên cố gắng điều khiển tuning của đối tượng bản thân của nó là không ổn định rồi, không nên bao giờ cả. Việc chọn tham số KP và KI như tôi từng nói giới thiệu trong cái bài vừa rồi ấy thì là rất là dễ, đúng không? Nếu bạn quy đổi nó đơn vị là về đơn vị chuẩn, đơn vị cơ bản, tham số đơn vị cơ bản thì hoàn toàn bạn chọn KP bằng 1 và KI thì bằng là KP nhân với cả sampling time, đúng không? Nhân với sampling time và bạn sẽ tính ra được giá trị điều khiển của bạn là bao nhiêu. Vâng, thì đấy là cái bắt đầu của tôi dạy cho các bạn. Và với cái công thức mà tôi đã từng đưa ra và tôi dạy các năm trước ấy thì các bạn điều khiển bộ PD của các bạn tương đối tốt, chạy hầu như là có thể chạy được ngay mà chúng ta thấy không mấy khi phải lo lắm với cả các cái đối tượng mà chúng ta mua ở ngoài chợ, hoặc là ví dụ bộ điều khiển boost motor chẳng hạn, bạn làm sao mà tính toán được cái, bạn chưa thì tính toán được các tham số cơ bản của nó thì do tính trở giá trị của cảm, điện trạm, điện trở vân vân mà tính chưa chuẩn. Flyback cũng thế. Thì bạn hoàn toàn có thể dựa trên công thức mà gọi là công thức thực nghiệm mà tôi đưa ra để gọi là lấy nó làm cái nền tảng để bạn có thể bắt đầu. Tôi hy vọng ấy là sau khi nghe tôi nói về cái các bộ điều khiển này thì các bạn hoàn toàn cảm thấy tự tin về việc tuning các bộ điều khiển PID. Thì một điều mà tất cả chúng ta không nói ra là chúng ta kiểu gì thì kiểu muốn mà làm điều khiển được ấy thì chúng ta phải muốn làm điều khiển được ấy, thì chúng ta phải lóc được dữ liệu về. Bạn nhận thấy là rất là nhiều sinh viên ấy thì bạn lóc được cái dữ liệu là gọi là dữ liệu phản hồi của đối tượng, đây nó như thế này, đúng không? Phản hồi của đối tượng này. Đấy. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải lóc cả giá trị set point. Bạn hiểu tôi nói nhỉ? Set point và phản hồi là hai cái khái niệm đi song song với nhau, đúng không?
bạn sẽ nhận thấy là đây là trường hợp lý tưởng, nó là như thế này, đây là toàn lý tưởng nhé. Nhưng thực tế thì nó có thể có delay này, có dao động ở cấp thấp này, dao động cấp cao này, nó có rất là nhiều các ảnh hưởng trên việc lắp được dữ liệu về. Là cái đầu tiên nền tảng để chúng ta có thể xây dựng được các bộ điều khiển. Nếu chị bạn chỉ nhìn thâm số đoán rằng là nó như thế này thì nó dao động hơn hay không dao động hơn vân vân ấy, thì nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Chứ còn lại nếu bạn không lắp được dữ liệu về thì đừng có nghĩ được có thể điều chỉnh được. Đừng có nghĩ là mình có thể điều chỉnh được trong các bộ điều khiển thực tế. Ok. Thì đấy là nhiệm vụ của toàn bộ, và vì vậy bạn phải lắp được dữ liệu về. Vì vậy mà tôi rất nhiều khi làm trong thực tế là tôi phải lắp dữ liệu về từ vi điều khiển, lấy UART vân vân đấy, lắp dữ liệu vào bộ điều khiển, sau đấy dùng MATLAB để vẽ cái đối tượng, vẽ đặc tính nó ra. Trên cơ sở MATLAB đấy thì tôi mới biết là tôi điều chỉnh như thế nó đúng hay sai. Đó là quá trình mất rất là nhiều thời gian, không phải là nó không phải tôi cứ không phải tôi không không một ai làm thần thánh ở chỗ là cứ nhìn xong rồi thay đổi cái được ngay, không có. Điều chỉnh tham số nói chung về cơ bản mà nói là quá trình vất vả nhá. Tham số thì bạn sẽ phải bỏ dần dần, tăng giảm từ dần dần lên để điều khiển, đặc biệt là cái ngưỡng ổn định. Bạn sẽ thấy là để đáp ứng được tốt ấy, thì bạn bao giờ cũng cố gắng đẩy giá trị KP lên cao và hệ thống nó ở cái ngưỡng ổn định. Vậy mà nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi trong việc mà chỉnh định. Ok, tôi hy vọng là tôi có một vài cái giới thiệu như thế thì các bạn có thể bắt đầu để chúng ta có thể bắt đầu thôi để chúng ta có thể có cái hình dung là hoàn toàn chúng ta có thể chỉnh định bộ PID một cách chuẩn hóa, là chúng ta có thể làm được tốt và không bị cảm thấy nó có cái gì đấy là xa vời. Và tôi đã từng nói đi rồi nói chạy rất nhiều lần đấy, là khác nhau cơ bản giữa một kỹ sư được dạy về điều khiển một cách chuẩn chỉ giống như chúng ta là các kỹ sư tự động hóa điều khiển tự động, thì khác hẳn đối với cả các kỹ sư mà không được dạy được cách một cách chuẩn hóa. Đúng không? Các kỹ sư về hóa, các kỹ sư về cơ khí hoàn toàn cũng vẫn có thể chỉnh một PID, và bạn nhìn thấy là về cơ bản về PID nó cũng giống như cái tư tưởng con người ấy, sai thì tẩy, sai nhiều thì chỉnh nhiều, và chỉnh ít mà sai nhiều thì chỉnh nhiều thì vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là mọi người đều có thể chỉnh được. Nhưng mà học được về hay được chúng ta được học một cách nghiêm túc ấy, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chúng ta phải cần phải làm những cái gì để chúng ta đạt được cái chất lượng nó vượt trội so với cả những mọi người khác. Và thì đấy là cái bài nói của tôi về phần PID. Tôi hy vọng là nó có một vài cái thông tin hữu ích cho các bạn để các bạn có thể bước về sau nhé. Và kinh nghiệm cá nhân của tôi đã từng đi chỉnh khá nhiều bộ PID trong thực tế rồi, thì tôi thấy là những phần đấy là đã được tôi đã được áp dụng, tôi đã được chỉnh định và cũng thấy cũng vui phết nhá, cũng thấy cũng vui. Trong thực tế thì nó có một cái đối tượng thường xuyên xảy ra trong thực tế là các cảm biến đưa đo về nó bị nhiễu liên tục. Các bạn thấy là cảm biến đo về tốc độ là cảm biến ít nhiễu nhất, nó dấu số xung thì nó không bị nhiễu. Chứ còn các cảm biến nhiệt độ này, cảm biến áp suất này, cảm biến lưu lượng này, ôi trời ơi, đều khả năng độ nhiễu rất lớn. Vì vậy mà đương đầu với cả cái phần độ nhiễu đấy là cái mà thách thức mà chúng ta sẽ phải gặp phải trong các cái quá trình thôi. Ok. Chúng ta cứ nghỉ 5 phút nhé, tôi uống cốc nước thì chúng ta lại tiếp tục.
Chúng ta bắt đầu nhá. Vâng. Chúng ta bắt đầu nhá. Tôi nghĩ là nói phần điều khiển PNE này làm phần cũng nhiều việc phết. Tôi có một vài tài liệu của hãng National Instrument khi nói về bộ điều khiển PID, và đây là các ví dụ của họ để nói về điều khiển PID. Thì bạn nhìn thấy là trong cái sơ đồ điều khiển của chúng ta ở đây ấy, thì người ta muốn điều khiển cái nhiệt độ của cái đây là một cái ví dụ thôi, ví dụ của điều khiển nhiệt độ của một cái ống khí và một vài cái tham số mà chúng ta sẽ muốn quan tâm. Chúng ta từng xây dựng cái mô hình này, đúng không? Người ta sẽ thấy là chúng tôi muốn điều khiển cái nhiệt độ đầu ra của cái đối tượng đây, nó lắp bằng một cái cảm biến PT100, lắp bằng nguồn 100. Đó. Thì để điều khiển nhiệt độ ấy thì người ta có hai cái đối tượng, một là người ta đây là ví dụ thôi nhé, tôi nói ví dụ để bạn thấy là người ta trong thực tế người ta điều khiển như thế nào. Đây là để điều khiển nhiệt độ đầu ra ấy, thì người ta xây dựng cái đối tượng là gồm có ống cái thiết bị gia nhiệt ở đây. Đấy, được thiết bị gia nhiệt đây điều khiển bằng cái phương pháp PWM, đúng không? Và người ta có cái quạt quạt đưa vào. Đấy, quạt đưa vào, như vậy là chúng ta có hai đối tượng đưa vào nhé. Một là dòng quạt này có thể thay đổi tốc độ được, đúng không? Và thứ hai là một cái bộ gia nhiệt. Đấy, điều khiển. Đấy, và học sinh viên sẽ học được cái điều khiển thông qua cái mô hình bộ của thu thập dữ liệu của National Instrument, đúng không? National Instrument nó sẽ có một bộ thu thập dữ liệu ở đây. Đấy. Và đây là một quá trình nhiệt, thì ra trong khi mà tuning bộ PID ấy thì chúng tôi luôn luôn recommend là nếu mà học được thì học để học tuning ấy, thế nào tuning cái bộ nó trên các cái mô hình đối tượng mà bản chất ổn định nhưng mà nó có trễ và kéo dài thời gian. Các bạn nhận thấy là việc mà đổi điều khiển cái đối tượng mà mất mà có trễ là một vấn đề rất là mệt mỏi, vì là có trễ có nghĩa là thế nào ạ? Khi ta tăng tăng tác động vào họ ấy, thì nó lại luôn trễ. Đấy, và khi thế nên là nó trễ, mà nó trễ cả hai chiều. Nó chúng ta dừng tác động đi thì nó vẫn bị trễ tác động. Tức là không phải chúng ta cứ muốn thay đổi thì là nó thay đổi ngay. Thì việc có trễ nó sẽ làm cho chúng ta rất là bị ức chế trong khi quá trình điều khiển. Và thứ hai là mất thời gian delay, tức là đối tượng nhiệt ấy thì nó không thể trong tăng độ là tăng nhiệt độ lên cái thì không thể trong nửa một giây hay là 10 giây là nó có thể ra được tốc độ, ra được cái nhiệt độ ngay, mà nó thường là phải mất khoảng cả một khoảng thời gian, đúng không? Thế thì cái mô hình điều khiển của nó thì cũng không có không 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 khác gì chúng ta đâu. Chúng ta sẽ có là bộ điều khiển một mô hình chúng ta là mục tiêu điều khiển process control này, bộ điều khiển thông qua bộ điều khiển DAC, nhiệt độ chúng ta đưa về qua cảm biến qua DC, xong rồi qua quá trình đấy, scaling chính là quá trình mà chúng ta chuyển nó từ 0 đến 100 độ trở thành đơn vị chuẩn, đúng không? Xong rồi quá trình loại nhiễu đi, và mọi người thấy đâu, người ta sử dụng bộ bộ lọc Butterworth filter chẳng hạn. Như tôi đã nói cái bộ này bao giờ chị nhỉ? Tôi nghĩ là một bậc hai tôi đã từng nói rồi, Butterworth filter là nói rồi. Nhiệt độ đặt vào chúng ta là không đến, ví dụ như mọi người thấy là từ 20 đến 70 độ, chúng ta scaling nó thành 0 đến 100%. Đúng không? Scaling đây nó từ 0 đến 100%, đúng không? Và qua cái bộ điều khiển feedback control này. Bộ điều khiển này thì nền tảng nó là bộ điều khiển PID, đúng không? Nền tảng bộ điều khiển PID. Và bộ điều khiển PID này nó sẽ xuất ra đầu ra của chúng ta là 0 đến 100% ở đây. 0 100% 100% ở đây, đúng không? Và từ 0 đến 100% này chúng ta scaling nó thì đưa ra cái bộ điều khiển DAC, vì mọi người nói là không 100% là gì đó, còn chúng ta đưa ra DAC chính là PWM của chúng ta ở đây để đưa ra bộ process control. Vậy như vậy cái bản chất quá trình điều khiển như của họ với cầu của chúng ta ở đây không có gì khác nhau, chúng ta không khác nhau. Mọi người thấy công nghiệp nhé, hiệu sensor ở đây 20 đến 70 độ C, hiện đặt đây là 20 đến 70 độ C đấy, thì đều quy về đơn vị, ví dụ như 20 70 C
người ta quy về đơn vị đây là 4 đến 20 mA, xong rồi qua cái điện trở nhân với cả điện trở 500 cả hạn thì thành 2V đến 10 2 500 ohm, thì thành 2V đến 10V, và từ 2V đến 10V lại qua một lần đo nữa để người ta giá trị cơ bản chúng ta. Cái thằng scaling này, các bạn nhìn thấy trên bảng này. Thằng scaling này trông thì nó lằng nhằng thế, nhưng nó có hai cái, một là nó đổi từ 20 đến 20 độ đến thành 0 100%. Đấy là một cách. Và thứ hai là nó cũng có thể nhân cái bộ này này. Nó là cái bộ mà cho chúng ta có thể ram up hay ram down, tức là chúng ta đặt cái giá trị nó, chúng ta đặt cái thời gian ra cho việc tăng tốc và giảm tốc của cái đối tượng thay đổi đây. Ví dụ như là mọi người là đặt 0 đến 20 độ nó không lên ngay, mà nó có bộ scaling này là kèm theo, cũng là một cái bộ PID để cho nó, không phải bộ FPD mà là bộ gọi là scale ramling đi. Bộ ramling này cho phép chúng ta ram của nó, tốc độ tăng của nó từ 0 đến 100% mất bao nhiêu lâu, và tốc độ giảm của nó từ 0 đến 100% mất bao nhiêu lâu, thì đây là cũng có. Trong thực tế lập trình ấy thì nó có thêm một vài cái như kiểu này, bạn nhìn thấy không? Nó có thể có thêm là disable. Disable ở đây là chúng ta có thể cho các cái nhiễu đưa vào trong trường hợp mà chúng ta thấy là có cái phần vào. Bộ điều khiển chúng ta có thể thêm một vài cái tham số, ví dụ là bộ feed forward, gọi là feed forward, nó gọi là tiếng Việt nó gọi là bộ điều khiển truyền thẳng à, đúng không? Phương pháp có đúng không? Feedback là phản hồi, feedback là bộ điều khiển truyền thẳng. Bộ feed forward này, mục tiêu của bộ feed forward này đưa vào ấy là làm phép cho phép chúng ta, như chúng tôi đã từng nói trong cái sơ đồ hôm trước, là cho phép chúng ta có thể nhanh chóng tác động vào bộ điều khiển này khi chưa cần, khi mà chưa có cái bộ điều khiển để tác động, khi mà bộ điều khiển PID này còn quá chậm. Mọi người nhận thấy trong cái công thức của tôi hôm trước ấy, U sẽ bằng là UE cộng với cả K nhân với cả sai lệch, đúng không? Thì cái UE đấy chính là nó có cái bộ feed forward này, nó đưa vào tác động một lực lớn ngay. Tại sao lại cần phải làm như thế? Vì đặc biệt trong bộ điều khiển nhiệt độ ấy thì thời gian nó rất là lâu, nên là chúng ta chờ mà sai số rồi ép đáp lên rồi tính vào thế này, nó nhiều khi nó rất là mất thời gian. Vì vậy mà người ta thường có feed forward đưa vào. Và tương tự như thế, chúng ta có phần gain scheduling. Đây là phần mà tất cả các kỹ sư trong công nghiệp rất hay làm, chúng tôi cũng rất hay làm cái hội này. Gain scheduling chẳng hạn thì gọi là chúng ta dịch trong tiếng Việt nó gọi là bộ thích nghi về gọi là gì nhỉ? Điều chỉnh hệ số khuếch đại theo gọi là chỉnh định hệ số khuếch đại nữa. Gain scheduling là chỉnh định hệ số khuếch đại. Về bản chất nó chính là thay đổi hệ số gain trong các trường hợp khác nhau. Ví dụ như là khi mà sai số hệ thống mà lớn ấy, thì tôi cho gain nó lớn, đúng không? Để cho nó đáp ứng khi để cho nó gain nó đáp ứng. Nhưng trong trường hợp mà bắt đầu khi mà sai số bắt đầu nhỏ rồi ấy, thì tôi đã đặt gain nó ở các vị trí khác. Tức là tôi có bộ gain này theo cái đặc tính của đối tượng, theo cái đặc tính của đối tượng này, và tôi sẽ cho giá trị gain khác nhau. Trong thực tế chúng tôi thường xuyên làm như thế này, đúng không? Thường xuyên này, khi hệ thống mà tôi muốn là phản ứng nhanh ấy, thì lúc đầu tôi cho gain nó đặt giá trị cơ bản để nó đáp ứng vào nhanh. Nhưng khi mà chúng tôi đã đặt xung quanh cái vùng định mức rồi ấy, thì tôi cho cái gain này một giá trị đủ nhỏ để nó có thể có điều chỉnh. Đấy là cái việc rất là bình thường. Bạn nhìn thấy không? Nó sơ đồ thực tế trông nó có vẻ lằng nhằng như thế, nhưng mà chúng ta vẫn làm không? Vẫn tạo ra bình thường thôi. Có câu hỏi là rất là hay, là cái bộ điều khiển của em thế nào là tốt. Bộ điều khiển của em thế nào tốt? Em khi em làm công nghiệp sẽ thấy có câu hỏi đấy. Bộ điều khiển của em thế nào là tốt? Đúng không? Thế nào là tốt? Thì thật ra trong trong ngành điều khiển tự động của chúng ta cũng đã có dạy rồi, đúng không? Thì chúng ta có một vài phương pháp xác định gọi là nó gọi là performance index này. Thế này là giá trị mà chúng ta có để chúng ta xây dựng cái performance index này để chúng ta quyết định là bộ điều khiển chúng ta tốt hay xấu, đúng không? Vậy mà nếu chúng ta nhìn vào cái đấy, trong thực tế nó sẽ như thế này. nhìn vào cái sơ đồ này, điều khiển này đấy, để chúng ta biết rằng là hệ thống của chúng ta tốt hay xấu. Thì mọi người bảo là cái bạch của này của bạn là ok vì nó có overshoot thế này, đúng không? Có overshoot thế này. Nhưng mà có nhiều bạn bảo là đấy, bạn nhìn thấy khi mà ở giá trị ổn định ấy, thì có nhiễu một cái là tức nó phải biến đổi theo nhiễu ngay, đúng không? Đâu nhỉ? Ok, tôi không nhìn thấy cái hình đấy.
Cái performance index ấy là cái mà nó nằm cho chúng ta biết được là hệ thống của chúng ta nếu có dao động, chẳng hạn như nhiều bạn bảo là em thấy em quái của em có 3 dao động hoặc 5 dao động xung quanh điểm làm việc trước khi nó về ổn định, cái dao động đó là tốt hay là xấu, tất cả mọi thứ nó thông qua cái đơn vị đo performance index này. Và cái số đo này nó không có giá trị, không có một giá trị nào chuẩn, nhưng mà chúng ta so sánh nó, ví dụ như là trung bình của giá của giá trị tuyệt đối sai số chẳng hạn, trung bình ấy thì số tích phân của nó trong khoảng thời gian bao nhiêu mà nó nhỏ, thì tôi có thể nhỏ hơn so với trường hợp trước, thì tôi có thể nói là cái hệ thống của tôi nó tốt hơn so với cả bộ điều khiển khác, đúng không? Hoặc là nó lấy thay đổi của cái tốc độ sai số, tốc độ sai số này, tốc độ tính được tính toán này thì cũng được. Chúng ta có thể tùy theo cái performance nào chọn cho một trong giá trị này để chúng ta quyết định nó là giá trị nó như, nếu giá trị này nói chung về cơ bản thì giá trị này mà nhỏ hơn thì có nghĩa là độ điều khiển của chúng ta tốt hơn, đúng không? À, thì trong thực tế là người ta luôn 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 bộ điều khiển đấy, người ta luôn tích thuận luôn là phần tính toán các giá trị đấy, đúng không? Tính toán giá trị của đo, chẳng hạn như chúng ta tính toán ra min tác dụng mỗi giá trị đo, chúng ta tính ra control time x giá trị đo, vân vân. Chúng ta tính toán cái giá trị này để chúng ta đo được xem là cái giá trị này chúng ta từng thử các phương pháp điều khiển để chúng ta xem là liệu là phương pháp điều khiển PID của chúng ta này có giá trị nào mà đơn vị chúng ta mà nhỏ nhất, đúng không? Bộ lọc thông thấp đây, đây là bộ lọc thông thấp đây, đúng không? Và mọi người nhận thấy là giá trị đấy, mọi người nhận thấy là đây là giá trị set, đây là giá trị màu vàng này là cái giá trị raw trị, và nhờ có bộ lọc thông thấp ấy thì nó sẽ loại được những cái pick này, bạn nhìn thấy có những cái pick này đấy, cho nên đây là cái nền tảng chính để gây ra cái derivative chip là chúng ta rất nguy hiểm, là vì thế khi đo ấy, thì nhiệt độ đo thì chúng ta là chung quanh giá trị 45 ok, nhưng mà thỉnh thoảng nó pick, cái pick này nó ra cái gì ạ? À, khá nhiều ấy. Nó do bản thân thiết bị đo của chúng ta, bộ điều khiển P, bộ điều khiển ADC của chúng ta ấy. Khi nó đọc về ấy, thỉnh thoảng bộ điều khiển ADC, rồi các bạn sẽ làm nó thấy thỉnh thoảng nó trả về giá trị không phải giá trị, mặc dù là giá trị đặt ra chúng ta vẫn là chuẩn đấy, 5V chẳng hạn, hoặc là 3 hoặc là 2V chẳng hạn, vẫn là chuẩn đó thôi. Nhưng khi đọc ADC về, thỉnh thoảng khi mà cái vòng lọc của ABC nó bị nhiễu, hoặc là nó do nó nhiễu nguồn hay là do cái gì đấy thì tôi không biết, nhưng mà nó đọc về giá trị là vượt hẳn so với cả cái giá trị xung quanh. Ví dụ bình thường tôi đặt là đây là 2V chẳng hạn, tương 25%, nhưng mà pick của nó lên là khá lớn trong một chu kỳ lấy mẫu này thôi. Các pick này là một cái điều mà chúng ta rất rất không muốn khi mà điều khiển để có bộ điều khiển D, đúng không? Mọi người nhìn thấy đấy rồi, vì thế mà chúng ta luôn luôn phải có cái filter, là vì thế bộ lọc low pass filter luôn luôn có ý nghĩa là vì thế, đúng không? Điều khiển trong thực tế là người ta có thể hoàn toàn điều khiển manual, tức là chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển manual này. Chúng ta thấy manual này, chúng ta thấy là nhiệt độ thấp thì chúng ta tăng lên, nhiệt độ cao thì nó giảm xuống, và chúng ta hoàn toàn có thể manual điều khiển, đúng không? Nó có thể manual điều khiển. Và bạn thấy là nếu mà dùng sự manual ấy, mà đối với cả đối tượng có thời gian tính mà lâu ấy, thì mọi người thấy là chúng ta nó luôn luôn quá điều chỉnh, đúng không? Xét quanh thì thế này nhưng mà quá điều chỉnh, và mạch này thì nó có quá điều chỉnh nhưng mà nó tốt hơn nhiều, nó bán nhanh hơn nhiều, còn manual thì chậm hơn rất là nhiều. Đấy, vẫn một vài tham số cơ bản, bạn có thể nhìn thấy các index của nó ở đây để biết rằng là cái index của chúng ta trong trường hợp nào tốt hơn. Đấy, trường hợp này Emax của chúng ta lên đến 0,8, trong trường hợp này thì chúng ta điều khiển là Emax của chúng ta có 0,4 nhiều bộ điều khiển PD chẳng hạn, như thế Emin của chúng ta cũng nhỏ hơn rất nhiều, đúng không? À, chúng ta sẽ có một vài tham số của điều khiển Emax, Emin và PPD chúng ta, đúng không ạ? Ok, nó có thể đưa ra một vài kết luận kiểu như là bộ điều khiển PID của chúng ta ấy, thì chạy được tốt hơn, nhưng mà thay đổi điều khiển, thay đổi điện áp điều khiển thì cực kỳ mạnh. Và cái đấy có thể là tốt hay xấu thì chúng ta tùy theo cái hệ thống. Noise thì cực kỳ nặng nề rồi, và bạn thấy là đây là một vài ví dụ khác của các cái bộ điều khiển có, chúng ta thấy là các vấn đề có no filter thì thế này và có filter thế này. Thì bộ điều khiển filter mà tôi đã từng dạy các bạn về bộ điều khiển gì nhỉ, trung bình bình phương, à bộ điều khiển gọi là Moving Average Filter đấy, bộ điều khiển mà trung bình nhưng mà dịch chuyển đấy, thì chúng ta có thể lọc được khá khá nhiều nhiễu, đúng không? Khá khá nhiều nhiễu. Nào,
luôn 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 trong ngành điều khiển của chúng ta ấy. Luôn luôn trong ngành điều khiển chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, xin lỗi, đây là điện áp đầu ra nhé, control signal điện áp đầu ra. Và mọi người nhận thấy là khi mà không có lo filter ấy, thì cái bộ điều khiển của chúng ta này liên tục là có điện áp có dành nhảy giá trị từ 0 từ 100% đến 0%, nhảy từ 100 đến 10% này. Và khi mà điện áp điều khiển này nó tác động liên tục ấy, thì cái đấy là một điều mà đối với kỹ sư điều khiển họ không bao giờ thích cả, đúng không? Không bao giờ thích cả, vì cái này là thay đổi quá đột ngột, bạn thấy không? Đây là control output. Và đấy là một điều mà thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn khi mà các bạn thiết kế bộ điều khiển, là luôn luôn chúng ta nhìn cái tín hiệu này, control signal output. Đây là cái nền tảng chính để chúng ta nhìn, chứ còn nhiều bạn chỉ nhìn đầu ra đấy, chỉ đầu ra là các bạn nhìn thấy là cái ví dụ là cái điện áp tốc độ đầu ra của bạn có đáp ứng được không. Nhưng mà tôi luôn luôn nhìn cái điện áp này để tôi biết rằng là cái bộ điện áp của tôi nó chạy như thế nào đấy. Và như tôi đã nói các bạn đấy, nếu mà sai số lớn mà U này to, mà sai số nhỏ mà U này nhỏ thì tôi thấy là nó ok. Còn nếu không thì nó như thế này thì tôi sẽ nhìn thấy là nó sẽ rất dao động. Bộ điều khiển mà ứng với cả PD nhé thì vẫn tốt, nhưng mà nó vẫn có dao động khá mạnh, thỉnh thoảng nó có cái loạn pick lên này, đúng không? Mặc dù là chúng ta đã có lọc đầu vào rồi nhé, và đây là bộ điều khiển PI đó, đây là bộ điều khiển PI. Bạn thấy bộ điều khiển PI tương đối là nhẹ nhàng, tương đối bám, đúng không? Ok, thì vì thế thực tế bộ điều khiển công nghiệp ấy nó dùng PI rất nhiều, là vì thế nó biết là PI rất là more popular hơn đó. Bạn sẽ thấy là trong công nghiệp ấy thì cứ điều khiển cứ có filtering ấy thì lập tức là gây ra delay, đúng không? Thế cái delay nó có ảnh hưởng đến cái bạch của bạn không ấy, thì là phải tùy thuộc cho cái đặc tính của đối tượng của bạn. Thế nên là chúng ta có bộ lọc phong thấp thì rất là tốt, nhưng mà không khéo thì chúng ta sẽ tạo thêm rất nhiều delay vào mạch của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta muốn có bộ lọc mà lại không muốn có delay, mà delay giảm thiểu nhất ấy, thì nó có thiết kế các bộ điều khiển số, nó gọi là bộ điều khiển số gọi là IR hay FIR là các bộ điều khiển số. Và các bộ điều khiển số này có thể bậc 5, bậc 7, bậc 10, bậc 12 vân vân, có rất nhiều bậc khác nhau. Thì nếu các bạn đã làm trong cái ngành vi điều khiển này, thì tôi cũng mong muốn là các bạn sẽ dành một chút thời gian để nghiên cứu về các bộ điều khiển này, FIR, FIR là như nào, nó cũng dễ thôi, đúng không? Nhưng nó sẽ là nền tảng cho chúng ta để chúng ta có thể điều khiển tốt hơn trong tương lai nhá. Thì nó là một chủ đề riêng mà tôi không thể nói trong một buổi như này được ra được. Tuning của bộ điều khiển PID thì thích nhất là auto tuning, đúng không? Auto tuning dựa trên phương pháp của Astrom này là bộ điều khiển mà chúng ta sẽ có. Thì bộ điều khiển auto tuning thì thật ra là chẳng qua là nó là bộ điều khiển gọi là phương pháp sử dụng on off đấy. Thì đây là cái phương pháp auto tuning. Mọi người nhận thấy là auto tuning là một phương pháp rất hay, và trong các bộ điều khiển, ví dụ như bộ điều khiển của hãng Siemens PLCS7-1200 đấy, nó thực hiện sẵn bộ điều khiển auto tuning. Và auto tuning thì cũng dựa trên nguyên tắc này thôi, cũng không có gì mới. Nó đo được sai lệch delta U, là delta sai lệch đo cái thời gian dao động này để chúng ta tính theo như phương pháp Ziegler-Nichols đấy, đúng không? Thì auto tuning là phương pháp nó gọi là relay bay hoặc là signal tùy chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ có cho hệ thống tác động hình theo kiểu on off này, đúng không? On off này, và chúng ta đo được cái biên độ đầu ra của nó dao động theo hình sin như này, đúng không? Và trên cơ sở đấy chúng ta tính ra được cái hệ số, đúng không? Chúng ta được cái hệ số, đúng không? Thì bạn sẽ nhận thấy là đấy. Gain schedule là cái gì? Là khi mà chúng ta đã hệ thống chúng ta đáp ứng rồi ấy, thì nếu để chúng ta để gain mà quá lớn ấy, thì nếu có dao động ấy, nó dễ dàng tạo ra cái dao động adapt và làm cho hệ thống chúng ta mất ổn định ngay. Vì vậy mà khi ở đây thì khi tại đến điểm này thì chúng ta phải thay đổi điều chỉnh cái bộ điều khiển gain chúng ta, đúng không ạ? Cái bộ điều khiển gain chúng ta là chúng ta sẽ thấy là ứng với cả flow rate là 70% thì chúng ta gain là 24, flow rate là 3% chúng ta lên 34, vậy chúng ta thay đổi ca gain này, thay đổi nhanh để chúng ta có thể có những bộ điều khiển giá trị PD tương ứng với cả những cái tác động của đối tượng bên ngoài, đúng không? Cascade control là cái bộ điều khiển mà chúng ta đang làm ấy. Thì mọi người sẽ nhận thấy có một điều rất hay mà tôi sẽ muốn nói với các bạn ấy,
là cái bộ đường Cascade là cái tư tưởng thiết kế của các nước của thuộc về Liên Xô cũ. Các nước Liên Xô cũ có trường phái đấy, các bộ điều khiển của các nước hệ thống mà gọi chúng ta gọi là phương Tây đi, thì cái phương Cascade đấy là ít hơn. Thế bộ điều khiển Cascade là gồm có là mạch vòng trong và cả mạch vòng ngoài. Thì nếu các bạn điều khiển trong cái mạch vòng điều khiển, bộ điều khiển gồm có mạch vòng dòng điện và mạch vòng tốc độ đấy, thì tôi có một cái lời khuyên cơ bản là Cascade Control thì không có gì khác là chúng ta chia thành bộ điều khiển chúng ta thành nhiều bộ điều khiển nhỏ mạch vòng trong, và muốn một hệ thống điều khiển chúng ta ổn định ý, thì chúng ta chỉnh từ mạch vòng trong trước. Báo lại là nếu bạn muốn điều khiển cái bộ điều khiển của bạn là gồm có hai mạch vòng dòng điện và mạch vòng tốc độ, thì đầu tiên là bạn chỉnh cho mạch vòng dòng điện chạy được tựa đã, đúng không? Sau đấy thì bạn mới chỉnh được mạch vòng tốc độ. Các bạn lưu ý nghe tôi nhé. Tại sao? Tại vì là cái xét quanh của mạch vòng tốc độ nó sẽ đưa vào cái nó sẽ vào làm đầu vào à cái output của mạch vòng tốc độ thì nó sẽ vào đầu vào cái xét quanh của mạch vòng dòng điện, đúng không? Tại vì thế cho nên nếu mà bạn mà không có mạch vòng dòng điện trong bên trong là tốt thì sẽ là bất ổn định ngay. Hay nói cách khác ấy, Cascade Control hay là một điều khiển gồm nhiều mạch vòng ấy, bản chất vấn đề chính là cho phép bạn chỉnh định từng mạch vòng một. Đầu tiên là mạch vòng bên trong trước, trong cùng nhất, sau rồi các mạch vòng ngoài sau. Và đấy là cái nền tảng lý thuyết của nó. Đấy, nền tảng lý thuyết nó chia cái bộ, chia một cái hệ thống điều khiển phức tạp nhiều phần trở thành từng phần nhỏ để cho chúng ta có thể dễ điều khiển được. Đấy, các bạn cứ cứ cố nhớ nhớ cho tôi cái công thức đấy. À. Lưu ý một điều là bộ điều khiển Cascade Control ấy thì các mạch vòng điều khiển này hoàn toàn sử dụng trên sampling time khác nhau nhá. Ví dụ mạch vòng bên trong cùng là có thể tốc độ lấy mẫu nhiều nhất, các mạch vòng ngoài này tốc độ lấy mẫu của nó có thể cao hơn nhá, có thể thấp hơn. Ví dụ như là mạch vòng dòng điện chẳng hạn, bao giờ cũng thần số lấy mẫu của nó chúng ta phải cao gấp 10 lần so với mạch vòng tốc độ chẳng hạn, trong trường hợp mà bộ điều khiển động cơ một chiều. Đấy là một ví dụ như thế. Phong quốc thì bạn thì thấy rồi, nếu mà chúng ta phong quốc là vũ khí chúng ta áp đặt nhanh cái tốc độ điều khiển thôi. Đấy. Và thì đấy là một cái ví dụ cơ bản. Và cơ bản mà nói là tôi ra cái bài tập mà cổ có bạn ấy là vì tôi mong muốn ấy, bạn có nhìn thấy câu có kết luận màu xanh này không, là về cơ bản ấy là tất cả các sinh viên đều phải trải qua quá trình điều khiển thử thì các bạn mới có một cái hình dung là nó chạy thế nào, đúng không? Nếu mà bạn mà không không có một cái hình dung là nó chạy thế nào thì chúng ta sẽ thấy là rất là khó để chúng ta có thể nói được, đúng không? Các bạn có một hai lần điều chỉnh các bộ điều khiển PD khác nhau thì bạn sẽ có một hình dung rất tốt là bộ điều khiển PD cần phải chỉnh thế nào để cho nó chạy được. Và kinh nghiệm trình chỉnh định của bạn thì thông qua quá trình chỉnh định nhiều thôi. Chả có ai có thể có tài hơn trong cái chuyện này cả. Bạn chỉnh nhiều thì bạn sẽ có một cái cảm giác tốt, đúng không? Mà cảm giác tốt là trường hợp này này là chỉnh là do bản thân gain tác động, hay là chỉnh của chúng ta thay đổi là do cái nhiễu tác động, và chỉnh lên hay xuống bao nhiêu, đặc biệt là khi mà bạn có liên quan đến I và D thì chỉnh lên hay xuống bao nhiêu đấy là cái thuộc vào cảm nhận của bạn rất là mạnh nhá. Cho nên tôi rất ghét cái tôi rất không thích chứ, chỉnh định các cái bộ điều khiển mà độ trễ lớn. Vậy là khi có bộ điều khiển độ trễ lớn ấy thì chúng ta không có chưa có cảm nhận gì. Có bộ điều khiển độ trễ mà nhỏ, ví dụ bộ chúng ta điều khiển động cơ một chiều ấy, chúng ta tác động cái là nó động thay đổi ngay. Hoặc tôi điều khiển cái máy phát điện, tôi thay đổi điện áp phát là lập tức là dòng điện với cả điện áp thay đổi ngay. Chứ còn bạn bạn điều khiển cái biểu hiện về về lưu lượng hay là về nhiệt độ thì nhiều khi chúng ta thay đổi nhưng mà nó đối tượng vẫn chưa thấy thay đổi gì cả, vậy chúng ta không có cảm nhận gì. Tôi nghĩ là có cảm nhận là cái mà chúng ta sẽ phải thông qua cái kinh nghiệm. Ok, cái này thì nhanh, nói cho các bạn cái này thì nhanh, đúng không? Vâng, tôi có cố gắng nói một tí đã về cái này. Tất cả những công thức này là tôi học được từ của hãng hãng National Instruments là hãng lớn, và vì vậy nó có một vài cái nhắc nhở. Thật ra tôi cũng có nhân thể dạy về PID thì cũng phải có nhắc nhở các bạn một chút. Cách nhắc nhở này nó sẽ làm cho chúng ta trở nên nó hiểu biết thông thái hơn trong cái việc mà thiết kế hệ thống của chúng ta. Vâng. Ở đây thì bộ điều khiển là hardware in the loop. Tôi nghĩ là chắc là khá khá nhiều bạn nghe rồi.
Những bạn nào chưa nghe thì cố gắng nghe, vì vì là đó là một phần trong cái phần thiết kế của bộ điều khiển chúng ta trong thực tế, đúng không? Rồi tôi nào trong thực tế công nghiệp ấy thì luôn luôn chúng ta điều khiển là xuất phát điểm ấy. Có lẽ là luôn luôn trong cái bộ điều khiển trong công nghiệp 100% là chúng tôi phải xây dựng cái bộ điều khiển hardware in the loop. Hardware in the loop là thế nào ạ? Nó như thế này. Đây là cái mô hình điều khiển của motor chẳng hạn. Đây là mô hình điều khiển motor, đúng không? Và các điều khiển motor này nó sẽ được ứng dụng trong, mọi người nhìn thấy trong sơ đồ này, ứng dụng cho toàn bộ trong trong thế giới, đúng không? Bạn nó sẽ điều khiển của máy giặt, máy in hoặc là ô tô, vân vân, thì các bộ điều khiển đều có thể xảy ra, đúng không? À, ví dụ các bộ điều khiển của trong bộ điều khiển ECU này, trong các bộ điều khiển trong ô tô chẳng hạn, thì như bọn mọi người nhìn thấy đấy, trong cái ô tô bình thường ấy thì nó có khoảng độ 15 cho tới 70 cái bộ điều khiển khác nhau, tức là 15 17 bộ vi điều khiển khác nhau trong này. Để nói chuyện với cái người của ô tô, bạn thấy là điều khiển ABS, điều khiển nhiệt độ, bộ điều khiển đánh lửa, bộ điều khiển đèn, bộ điều khiển điều hòa, máy nén, vân vân, là có thôi rồi các bộ điều khiển trong trong ô tô. Ô tô là một cái máy tính khổng lồ, đúng không? Vâng. Thì cái thách thức lớn nhất đối với cả thiết kế bộ điều khiển ấy là tôi từng làm rồi thì phát hiện ra một điều thách thức lớn nhất ấy là làm thế nào chúng ta kiểm nghiệm được cái bộ điều khiển chúng ta. Làm sao chúng ta kiểm nghiệm được cái bộ điều khiển chúng ta. Nó tốt hay xấu. Đúng không? Thế thì ví dụ như điển hình của tôi là để mà kiểm nghiệm được bộ điều khiển ấy thì chúng ta phải xây dựng được test cho nó. Đấy. Cái điều thứ hai, đây là cái điều mà tất cả các kỹ sư cần phải lưu ý, là nếu mà chúng ta có một bộ điều khiển hoặc bất cứ một cái đối tượng gì mà chúng ta muốn đưa ra cho khách hàng ấy, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta đã test như thế nào. Đúng không? Thì các bạn sẽ nhận thấy là mà bạn thấy nhận thấy là để test cái đối tượng đấy, để test cái đối tượng đấy thì có một cách là chúng ta phải test thật cho đối tượng, đúng không? Và khá nhiều các sinh viên đã làm cái môn đấy rồi, đúng không? Tức là bạn xây dựng một khởi động cơ thì bạn muốn lắp động cơ thật, đúng không? Và các bạn sẽ thấy là ngay cả cái ví dụ mà có bạn, nhiều bạn nó hỏi tôi ấy, là em thầy là bây giờ em muốn tăng tải cho nó thì đã làm thế nào, thì rõ ràng là bạn phải lắp thêm một cái gọi cái bánh đà to vào cái động cơ để cho tăng tải, nhưng mà nó tăng được maximum hay không thì chưa biết. Là bạn bạn bảo là em thầy rất là khó để có thể tăng tải cái này vì em chỉ lắp được như thế này thôi, đúng không? Vân vân, đúng không? Và trên thực tế thì test mà để lắp trên đối tượng thực tế làm vấn đề nhiều khi rất 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 mệt mỏi. Ví dụ như tôi làm điều khiển cái máy phát điện chẳng hạn, cái máy phát điện của, ví dụ tôi nói ví dụ thôi để cho bạn thấy nó khổng lồ, nếu thấy nó minh họa, là tôi điều khiển cái máy phát điện của Hòa Bình, công suất là 240 MW, tốt hay xấu thì tôi phải lắp lên cái máy phát điện đấy tôi mới biết được, đúng không? Ok, thế nhưng mà không có nhà máy nào lại cho tôi dùng cái máy đấy để phát cả, đúng không? Để thử cả, đúng không? Vì bạn biết là máy phát điện đầu tiên là người ta dùng để phát điện. Ok, nếu mà nó dùng để phát điện thì một ngày nó 240 MW, nó sản sinh ra, theo tôi biết là trung bình một ngày nó phải sản sinh ra khoảng 1 tỷ tiền điện. Như vậy nếu bạn tôi dừng nó, người ta dừng cho bạn để ngồi test thì bạn sẽ mất khoảng 1 tỷ tiền điện một ngày. Đấy là ví dụ đầu tiên. Điều thứ hai là nếu bạn test mà không đúng ấy, thì có thể làm hỏng cái máy phát điện của chúng ta người ta, đúng không? Còn nếu mà hỏng thì ai đền cho? Một cái máy phát điện 240 MW, giá trị nó khoảng độ xấp xỉ khoảng độ 20 triệu, 20 40 triệu đô, tùy, tôi không biết chính xác giá, nó khoảng độ 25 hay 6 triệu đô gì đấy. Một máy phát điện. Thì nếu mà bạn làm điều gì không đúng, đúng không? Thì nó có thể làm cháy máy phát đấy. Vân vân. Tức là nếu mà để test một cái mà chúng ta test đối tượng thực ấy, là có nhiều cái chúng ta sẽ thấy không khả thi khi chúng ta test đối tượng thực. Hay khác là kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng phải test đối tượng thực. Nhưng mà trước khi đấy thì chúng ta phải tìm cái đối tượng giả nó test trước đã. Được không? Vì nếu mà chúng ta không có
không có đôi đường dài để chúng ta test ấy, thì chúng ta sẽ không biết là bộ điều khiển của mình chạy có đúng không. Đấy là cái cơ bản. Vì thế mà người ta mới nghĩ ra cái môn gọi là hardware in the loop là vì thế, đúng không? Hardware in the loop là thế này. Bây giờ bạn bạn đã nhìn trên bảng ấy, nó có cái sơ đồ như thế này. Bạn nhìn bảng có sơ đồ này. Ví dụ nó rất đơn giản là bạn muốn điều khiển bộ điều khiển ô mô tô. Đúng không? Và bộ điều khiển motor này của bạn là mục tiêu là đặt tốc độ định mức của bạn, đặt tốc độ bằng tốc độ định mức, đúng không? Đây là bộ điều khiển nền tảng của chúng ta, ai cũng biết. Thế để kiểm tra cái motor này, nó có bộ điều khiển này có chạy tốt không ạ? Thì tôi chèn vào đây một cái gọi là disturbance, thật ra là tải đi, disturbance gọi là tải đi, chúng ta thêm một cái tải vào đây, đúng không? Và tôi thay đổi cái tải này thì tôi sẽ cho phép chúng tôi có thể đánh giá là xem bộ điều khiển motor này chúng ta có tốt hay xấu, đúng không? Đúng không? Thế thì lúc đấy bạn sẽ nhớ cho tôi nhé. Lúc đấy thì bạn sẽ xây dựng một cái bộ kiểm định, test system, một kiểm định này. Đấy, một kiểm định này gồm hai phần, một là test profile. Cố gắng học một vài thuật ngữ này, nó rất là quen thuộc. Profile này, test profile là gì ạ? Là tham số để chúng ta test. Profile mà xây dựng cái bộ tham số, đúng không? Và thứ hai là chúng ta có bộ logging data. Kiểu gì thì kiểu như tôi đã từng nói, bạn không có cái phần nào mà để lập dữ liệu vào thì chúng ta chịu. Và sau đó khi logging được data vào rồi thì chúng ta có analyst thì dễ rồi, đây là dùng MATLAB vân vân. Đấy là việc của chúng ta. Như vậy là đã test thì liên quan đến test profile, hay chúng ta gọi là cụ thể nó gọi là test case. Và thứ hai là bộ lớp dữ liệu. Đấy. Quá trình nó sẽ như thế này. Đúng không ạ? Là cái test profile này là mục đích của chúng ta là đặt vào giá trị tốc độ bao nhiêu và đặt vào cái disturbance bao nhiêu, và người xem cái bộ motor controller là chúng ta làm cái gì. Đúng không? Sau khi chúng ta đo được tốc độ vào, chúng ta phân tích dữ liệu của nó ra. Đúng không? Thế thì đấy. Bạn nhận thấy là nếu mà DC motor của chúng ta không có, ví dụ bạn có một motor DC motor, bạn lấy gì đảm bảo rằng là cái DC motor của bạn là đúng, đúng không? Nếu mà đấy, bạn hình như thấy là các loại giá trị luân vân. Chúng ta phải test rất nhiều lần và phải test rất nhiều thời gian, đúng không? Ok. Thế thì cái mưu của người ta là thế nào ạ? Đấy, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta kiểm tra cái phản ứng của cái bộ điều khiển của chúng ta. Đây là bộ điều khiển PID của chúng ta chẳng hạn, đúng không? Sau đấy chúng ta sẽ chúng ta sẽ xây dựng cái gọi là đọc giá trị của cái tín hiệu phản hồi tốc độ này, và chúng ta phân tích nó. Vâng. Nào. Thế thì các loại kiểu kiểm tra của test thì cái này là các bạn khi nào các bạn đi làm thực tế sẽ có functional test là gì ạ? Là kiểm tra cái chức năng của đối tượng. Ví dụ chúng ta có chức năng dừng dừng khởi động, chạy chạy ở tốc độ thấp, chạy tốc độ cao, đấy. Thứ hai là parametric test, tức là chúng ta kiểm tra các tham số của chúng ta là tham số của chúng ta trong bộ điều khiển của chúng ta ấy, nó đúng hay sai, về tăng KP lên thì thế nào, tăng KPI thế nào, vân vân, parametric test. Validation test là kiểm tra là liệu là cái hệ thống của chúng ta nó có chạy trong một số cái điều kiện cơ bản không, ví dụ khi mà quá tốc thì chúng ta thế nào, khi mất tốc thì chúng ta thế nào, khi mất kích từ thì nó xảy ra thế sao. Đúng, validation là cái xác định là giới hạn tham số của chúng ta. Ồ, hôm nay là chúng tôi rất ít khả làm, nhưng mà rất ít khi làm được, chỉ có Tây làm được. Durability test là kiểm tra cái độ ổn định, độ bền của chúng ta. Cái này gọi là test phá hủy chẳng hạn. Đây là cái môn mà chúng ta sẽ thấy là nó rất là mệt mỏi. Đó. Và end of life, tức là chúng ta kết thúc quá trình làm việc, kết thúc quá trình sản phẩm, chúng ta muốn test nó như nào. Thì phương pháp test mà truyền thống nhất là phương pháp sử dụng là hardware loop simulation này, đúng không?
bạn thấy là đây là phương pháp truyền thống nhất, à, đây là phương pháp phổ biến nhất. Thì đấy, mọi người nhận thấy là để test nó thì người ta sẽ làm thế nào ạ? Mọi người nhận thấy là chúng ta sẽ cố gắng là mọi người nhìn thấy không? Lúc này chúng ta sẽ có là chúng ta có cái model của cái đối tượng chúng ta cần test, chính là cái motor đấy, đúng không? Thì thay vì cái motor là thay vì thực tế nó là một cái motor thật ở đây, đây DTC motor ở đây, đúng không? Là cái motor thật thì chúng ta thay nó bằng một cái model của nó. À, quan trọng nhất là cái này, cái model của đối tượng, đúng không? Thì cái mô đồ của đối tượng dễ thì nó sẽ là giống như là cái mô hình của cái động cơ DC motor mà chúng ta đã có trong trong sách sách rồi. Thế nhưng mà nếu mà đối tượng khó thì như tôi đã nói các bạn ấy, mô hình nào thì chúng ta cũng nhận dạng ra được và chúng ta đưa ra là cái mô đồ của nó, đúng không? Thế sau khi có mô đồ của nó rồi thì chúng ta sẽ biến cái mô đồ này là cái đối tượng mà chúng ta cần có. Như vậy là cái test profile của chúng ta này, nó sẽ gửi tín hiệu đến cái mô đồ này. Cái mô đồ này nó sẽ trả cho chúng ta được cái tốc độ thực tế của đối tượng là theo cái mô đồ này là bao nhiêu, ứng cả cái mong muốn của chúng ta là tốc độ thế này, đúng không? Ứng trong mong muốn thế này chúng ta nó sẽ đưa vào cái lệnh, đây chính là cái u điều khiển của nó đưa về đúng mô đồ. Như vậy là đối tượng này gồm có input là đã điều khiển và output là tốc độ, đúng không? Nó chỉ có hai đầu mà, đúng không? Và chúng ta thay mô hình test của chúng ta là thay cái gọi là cái đối tượng thực tế bằng cái mô hình của đối tượng. Đấy là cái nền tảng nhất, thay đối tượng thực tế bằng một cái mô hình. Và nhờ có thay đối tượng thực tế bằng mô hình ấy thì lúc đấy mọi việc xảy ra đối với tượng chúng ta có thể coi nó như là thật. Coi nó như là thật chứ không phải là 100% thật. Vì vậy nó vẫn là một quá trình thôi. Và lúc đấy nếu bạn làm tốt ấy thì bạn có thể đạt được cái mô hình này là giống đối tượng thật đến 99% nếu bạn làm tốt, đúng không? Vì vậy mà tôi nói là quá trình nhận dạng và nhận dạng đối tượng và xây dựng mô hình là quá trình mà tất cả các kỹ sư tự động ai cũng phải làm. Ai phải làm. Nhá. Nên sẽ đến đây đi. Thì thấy không? Thế thì dễ rồi. Tao có thể ra lệnh cho cái model này làm bất cứ cái gì tao muốn, đúng không? Và lúc đây chúng ta kiểm tra. Như vậy bộ điều khiển chúng ta vẫn là bộ điều khiển thực. Ví dụ bạn viết bằng trên STM32 ở đây, đọc giá trị tốc độ thật, tốc độ này được trả ra bởi gửi đến bởi đây là tốc độ này đừng là yêu cầu giá trị nhá, thì được gửi đến bởi cái bộ điều khiển. Ví dụ chúng ta có người sử dụng ở đây, người sử dụng muốn đặt vào năm tốc độ 50, 100 bao nhiêu thì gửi vào đây, đúng không? Cái tốc độ thực này thì chúng ta đo từ mô hình đưa ra thì nó khác với tốc độ thực đấy, chẳng hạn như trong chúng ta thực tế nhá thì đo ở đây là encoder. Nhưng mà ở đây thì nó là có ra nhiều khi khả năng được tín hiệu ra đầu đây rất nhiều là tín hiệu DAC. Tức là tín hiệu từ 0 đến 100%. Như vậy điều này thì nó khác với cả cái encoder thật của chúng ta. Nhưng đấy là cái chuyện mà chúng ta phải chấp nhận, đúng không? Để chúng ta có là đây là cái tốc độ thực của chúng ta từ 0 đến 100%. Và tất nhiên motor compound ở đây chúng ta cũng từ lấy từ 0 đến 100% thôi. PWM thì ở phần này trong thực tế của bạn ấy thì nó sẽ là cả bộ PWM. Và tất nhiên là PWM thì có thể là một bộ điều khiển động cơ, được bộ điều khiển của bạn là bộ điều khiển mạch cầu H chẳng hạn. Bộ của H của bạn chạy không tốt thì tất nhiên một hệ thống của bạn không tốt, nhưng mà cái test của chúng ta, mục tiêu của chúng ta test cái motor controller này, bộ điều khiển này thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu nó là giả sử như là PWM tốt đi. Thì đây là đối tượng giá trị của chúng ta sẽ là từ 0 đến 100% và nó sẽ gửi đến cái mô đồ này. Đúng không? Đấy, mô đồ thì tất nhiên, đấy, nó sẽ có ra phương trình kiểu như này, đúng không? Nó có thể là bất cứ cái gì nhưng mà chúng ta sẽ có được mô hình từ phương trình. Và bạn sẽ có thể có khá nhiều các loại mô hình khác nhau mà MATLAB là công cụ của chúng ta quen quá quen rồi, đúng không? Và bạn thấy là quá trình design của nó là gồm có này. Đầu tiên này, research and modeling. Xong rồi chúng ta design and simulation. Và quá trình này nó có verification, tức là chúng ta simulation nó mà thấy chúng nó khác khác với mô hình chúng ta lại quay trở lại. Đúng không? Sau đấy thì chúng ta mới đến quá trình gọi là verification và validation là của sản phẩm chúng ta. Và sau đấy khi chúng ta có verification là nhờ các bộ test của chúng ta rồi, chúng ta validate xong rồi thì chúng ta có thể manufacturing được. Vậy quá trình design process nó cũng nhiều nhiều phết, đúng không?
Và mọi người nhận thấy là đây là cái sơ đồ hình chữ V tôi nói ấy, mô hình chữ V của chúng ta. Mô hình hình chữ V là mô hình nổi nổi tiếng. Nó sẽ có gói là bạn đầu tiên là bạn có thể có thiết kế này. Thiết kế xong rồi bạn xây dựng thử, là ta làm thử cái bộ prototype để làm thử. Làm thử xong rồi bạn mới chạy thử, làm thử xong rồi bạn chạy thử đối tượng. Sau khi chạy thử đối tượng xong bạn mới bắt đầu thực hiện, có đủ thông tin thì bạn thực hiện hai quay loop test. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đầu tiên chúng ta có đối tượng nhé, điều khiển những động cơ, thì chúng ta xây dựng cái mô hình ra, nhận dạng ra đối tượng xong rồi xây dựng một cái đội bộ điều khiển để test thử. Test thử chúng ta chạy lên đối tượng thử này thì ấy, chúng ta có được tham số cơ bản nó cập nhật vào cái mô hình này để chạy qua hai loop. Hai loop là nơi là test chính xác nhất. Và sau khi đã thử đến thuốc xong thì chúng ta mới đưa toàn bộ đối tượng vào đối tượng thực để kiểm tra. Tất nhiên bao giờ là thế, có đối tượng thực để chạy. Hai loop chỉ là một phần thôi, đúng không? Modeling thì không nói gì rồi. Đấy, bạn sẽ thấy là mô linh xong rồi, chúng ta sẽ có bộ điều khiển vân vân. Đó, bộ điều khiển chúng nó có thể là bất cứ bộ điều khiển, quy điều khiển nào, đúng không? Nào đến đây chúng ta sẽ có hát quay loop, đúng không? Và cái bộ điều khiển chúng ta, cái bộ mô hình của chúng ta nó chạy trên một con máy tính như này. Thật ra trong thực tế nó là một cái máy tính đấy. Đây là cái máy tính PC, nhưng nó có các phần cứng, đúng không? Bạn nhìn thấy là đấy, nó có máy tính PC, nó có các phần cứng, đúng không? Và nó cho phép chúng ta có thể mô phỏng được gần như thực tế tầm toàn bộ hệ thống đối tượng. Và cái hệ thống này được phát triển cực kỳ mạnh ở trong MATLAB. MATLAB đa phần là mô hình cực kỳ mạnh. Tất nhiên LabVIEW cũng là mô hình mà tương đối tốt. Đấy. Ví dụ như đây là mô hình đối tượng cho một cái hệ thống mà test của cái hydraulic actuator chẳng hạn, đúng không? Hydraulic actuator để kiểm tra cái độ chính xác của bộ điều khiển, đúng không? Người ta thì có khá nhiều. Nào, về bản chất vấn đề là tôi xin nói luôn đấy, là đây nó có cái từ rất là hay là từ profile. Cái từ profile này, này là cái điều khiển, và tất cả các bạn sinh viên đều biết rằng là chúng ta điều khiển nó là điều khiển theo kiểu là mô hình step input, tức là đối tượng đầu đầu vào nó là đầu vào cố định, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà không phải là step input mà đầu vào của bạn là một cái hình bất kỳ, ví dụ như bạn yêu cầu động cơ của bạn bám theo một cái đường quỹ đạo của nó có thể tăng tốc, có thể giảm tốc, có thể thay đổi tốc độ đột ngột, thì toàn bộ cái test profile này nó sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các cái tham số cơ bản. Điều nó chỉ có được ở trong cái hệ thống mà điều khiển bạn bạn sử dụng mô hình, đúng không? Chứ trong thực tế bạn làm sao mà bám được cái mô hình này là một chuyện rất là khó luôn, đúng không? Thì đấy là cái tôi muốn nói rằng là nhờ cái mô hình hát loop này tốt đấy, bạn hoàn toàn có thể có được xây dựng được bộ điều khiển cực kỳ chuẩn. Đáng lẽ ra ấy, trong môn học này của tôi, đáng lẽ ra ấy, thì tôi phải trang bị cho các sinh viên của mình khoảng độ mỗi người một cái máy tính và có một cạc analog input, cạc analog output nha. Thì các analog input và output là nó sẽ cho phép chúng ta gửi toàn bộ các giá trị đầu vào đầu ra này, đúng không? Đáng lẽ ra là phải như thế. Bởi vậy sinh viên biết chương trình điều khiển ấy thì bạn có thể toàn test được. Ví dụ bạn test cái mô hình của bạn trên mô hình của boost converter chẳng hạn, hoặc là buck converter chẳng hạn, thì hoàn toàn bạn đưa từ mô hình ra bạn có thể kiểm tra được cái đặc tính của mình trước khi bắt đầu bạn lắp mạch thực, thì việc điều khiển nó sẽ chuẩn hơn, đúng không? Thì tôi hy vọng là cái phòng thí nghiệm lab mới của trường ấy nó sẽ có đầy đủ các công cụ của LabVIEW vân vân để chúng bạn các bạn có thể test được cái bộ điều khiển của bạn chuẩn hóa hơn. Đó. Ok, một chút về cái mô hình hát quay loop như thế để các bạn có cái hình dung. Đấy. Bạn nhận thấy là đấy, Rapid Prototype đây chẳng hạn, thì cái bộ điều khiển của bạn cũng có thể sử dụng bộ điều khiển NI này, và mô hình của đối tượng thì cũng phải dùng cũng dùng cái mô hình NI này. Các bạn nhận thấy là cả hai cái thằng này đều có thể nối chuyện với nhau, đúng không? Nối chuyện với nhau, nhưng mà cái bộ điều khiển này thật ra tôi theo quan điểm của tôi nó là cái máy tính thôi, đúng không? Nó là máy tính thôi. Trong thực tế thì tôi cũng làm như thế trong cái bài toán của mình, ví dụ như là đây. Trong thực tế thì tôi cũng bắt sinh viên làm như thế, và đây là cái sinh viên cách sinh viên của tôi nó đã làm đấy. Bạn thấy tôi hình khác quay loop này, đây đây là hình khác quay loop mà tôi thực hiện cho sinh viên, đúng không? Và đây là cái cạc điều khiển NI này, đây là bộ điều khiển nhé. Bộ điều khiển của chúng ta là bộ điều khiển sử dụng vi điều khiển ở đây, đúng không? Bạn bạn có thể bộ điều khiển SPBA2, ở đây tôi dùng DSP chẳng hạn. Đây là cạc lời cạc này là cắm vào cái cổng PCI của máy tính, đúng không? Nó trả về đồ analog input output.
Và đây là mô hình các sinh viên đã xây dựng ra tính toán mạch vòng và có thể kiểm tra được cái đặc tính là đáp ứng tốc độ thế nào, đáp ứng dòng điện thế nào. Còn thấy không, dòng điện đáp ứng như này đúng không, tôi thay đổi dòng điện thì nó sẽ đáp ứng như này, tôi thay đổi tốc độ thì nó đáp ứng như này, và kiểm tra xem là việc của bạn, bộ điều khiển của bạn đúng hay sai. Là sử dụng cái mô hình này nó rất là trông nó rất là khả quan đúng không, nó rất khả quan. Ok, tôi sẽ nói chút về cái mô hình FreeRTOT này một chút sau, trong trong cái tiết sau. Chúng ta nghỉ mất mấy phút nhỉ, nó nghỉ mấy phút nhỉ.
Vâng. Bài tập này, bài này cũng dài phết nhỉ. Ok. Trong cái phần dạy về vi điều khiển ấy thì tôi nghĩ rằng là nhất định phải nói cho sinh viên một chút về cái hệ thống điều hành thời gian thực. Đúng không? Thì cái đây là một cái mà tất cả các sinh viên đều phải làm. Và tôi nghĩ là nó là một vấn đề dễ nhá. Được thằng thằng làm cái dễ. Dễ là chỗ là chúng ta dễ sử dụng. Đúng không? Để viết ra nó thì khó. Viết ra cái hệ điều hành thời gian thực thì rất khó. Nó đòi hỏi về chuyên gia và có đẳng cấp. Đúng không? Nhưng mà để sử dụng nó thì tôi nghĩ là cũng tương đối dễ. Vì vậy mà tôi cũng cố gắng, chúng ta run out of time rồi, cho nên ra là chúng ta sẽ không 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 có đủ để nói chuyện về tất cả những cái hệ thống này. Nhưng mà nói chung ấy là khi bạn viết chương trình điều khiển mà hệ thống của bạn có 30 vòng điều khiển, 20 vòng điều khiển đấy, có 20 vòng điều khiển. Đồng thời bạn thấy không? Bây giờ bạn điều khiển một cái điều khiển một cái điều khiển động cơ điện một chiều đi, tôi nói cái động cơ một chiều vì nó giống nhau khá nhiều người, bạn phải có hai mạch vòng điều khiển đúng không? Mạch vòng số 1 là mạch vòng dòng điện, mạch vòng số 2 là mạch vòng tốc độ đúng không? Thế ngoài ra đấy là hai vòng điều khiển riêng biệt nhé, hai vòng mỗi về vòng chạy một tốc độ điều khiển khác nhau. Tất nhiên là bạn có thể cho cùng một vòng được, nhưng mà từng vòng thì làm cho cái vi xử lý của bạn chạy sẽ mệt mỏi hơn thôi. Thứ hai là bạn sẽ phải có thêm một vài cái tác vụ điều khiển, ví dụ như tác vụ đầu tiên là tác vụ điều khiển PWM để điều khiển cái đầu ra PWM của động cơ đúng không, nó sẽ tăng tăng bao nhiêu hay giảm bao nhiêu, làm bạn phải có một vài vòng timer nữa đúng không. Tức nữa là bạn phải có một vòng ADC để cho phép chúng ta bạn đọc được cái giá trị của ADC từ giá mạch vòng giá trị dòng điện về đúng không. Đúng ra là bạn phải có một 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 mạch vòng nữa là liên quan đến đọc giá trị ADC từ à đọc giá trị từ cái encoder về. Như vậy là bạn vừa có timer, vừa có cái PWM để điều khiển cái đầu ra, vừa phải có một bộ bộ điều khiển nó gọi là chúng tôi gọi là input capture để đọc được cái giá trị encoder về mà đổi nó thành giá trị tốc độ đúng không. Ngoài ra nữa là bạn phải có một vòng mạch vòng về RS-232 để cho phép chúng ta điều khiển cái set point của động cơ. Ví dụ bạn muốn là set RS-232 là để bạn đặt set point từ trên máy tính đúng không? Đấy là ví dụ như thế. Nếu bạn điều khiển từ máy tính, ví dụ bạn nó tốc độ là 50% hay là 70% thì nó cũng được gửi từ máy tính xuống đúng không? Như vậy nó phải một bộ điều khiển từ RS-232 từ trên xuống đúng không? Và như vậy là có về với như vậy là có đến minimum, tôi đếm cách minimum thì là các bạn bạn có 5 mạch vòng điều khiển. Minimum 5 mạch vòng điều khiển. Ok. Mà vì có 5 mạch vòng điều khiển thì cái vấn đề xảy ra đối với cả tất cả các kỹ sư là làm sao các mạch vòng điều khiển này ngồi nó nói chuyện với nhau một cách đúng đúng không? Mà bạn không phải lo là mạch vòng này thì nó ảnh hưởng đến mạch vòng kia. Đúng không? Bạn chạy mạch vòng số A thì bạn không không chạy được mạch vòng A, mà bạn chạy mạch vòng A thì bạn lại lo huyết mạch vòng A nó có chạy nó có ảnh hưởng đến mạch vòng B không, đúng không? Bạn không biết là cái PWM bạn gửi ra thế nó có ảnh hưởng gì đến cái phần đọc encoder về không, vân vân. Nó có một loạt các cái mạch vòng điều khiển như thế. Năm mạch vòng điều khiển là minimum. Trong thực tế thì nó sẽ có số lượng mạch vòng điều khiển, tôi nghĩ là nó phải lên đến 6 7 tùy theo các cái tác vụ mà bạn cần phải có. Ví dụ như bạn cần phải truyền thông mode bus ra ngoài, hoặc là xong rồi tiếp tục theo bạn cần phải có đọc về ADC tốc độ cao hơn, vì là ADC dòng điện của bạn là phải cần dùng DMA vân 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 vân. Thì nó có khá khá nhiều thao tác như thế. Thì việc mà kiểm kiểm soát thời gian của từng mạch vòng một, của từng task một là vấn đề mà bạn thấy cực kỳ đau đầu, cực kỳ đau đầu. Thì cái mưu mà tôi làm trong tất cả các chương trình ấy thì tôi đã từng nói các bạn rồi đúng không? Rồi. Tôi từng nói các bạn rồi, cái mưu của tôi làm trong cái bài cái chương trình của tôi ấy thì tôi sử dụng cái timer một làm một cái timer chuẩn. Ví dụ bạn thấy ạ. Đây là cái timer chuẩn của tôi. Đúng không? Cái timer này của tôi nó ngắt xảy ra ứng với cả thời gian của tôi, ví dụ như là một mili giây hoặc là 1/10 mili giây tùy theo cái timer của tôi là chọn timer gì. Đúng không? Sau đấy tôi thực hiện việc so sánh cái giá trị timer đấy với giá trị đặt. Ví dụ như tôi cần là cái này là timer của tôi đặt đây là giá trị là tôi nói ví dụ là 1 mili giây đi. Như vậy là ứng với mạch vòng
dòng điện đọc 10 mA một lần thì tôi chọn timer interval là bằng 10, đúng không? Và cứ có cái này lên bằng 10 thì tôi set cái cờ này lên là bằng true. Đúng không? Tôi set cái cờ này lên là true. Đúng không? Tương tự như thế đối với cả các cái mạch vòng khác, ví dụ như mạch vòng tốc độ 100 mA một lần hoặc là mạch vòng PWM tôi update của nó là có tốc độ là 50 mA một lần hay vân vân. Có do đấy là do cái tôi chọn một cái timer và sử dụng cơ chế là so sánh với thời gian đặt. Đúng không? Thế thế nào? Và đây là một cái hàm main. Hàm main này của tôi nó làm bằng vòng y vô cùng thôi, đúng không? Y vô cùng, và cái vòng y này nó cứ có cái timer này set lên bằng true thì lúc đấy tôi thực hiện thao tác của một bộ điều khiển. Đúng không? Đây là một bộ điều khiển cơ bản của tôi, nó như thế này. Đúng không? Ok. Đây là một phương án mà không tồi cho trường hợp mà hệ thống của bạn nó chỉ có hai ba cái điều khiển. Đấy, nếu mà tôi tìm thấy cái mạch enunciator này, tôi sẽ thấy các bạn xem là nếu tôi dùng cái mạch annealer thì cũng thế. Bạn thấy là tôi có sampling time là thời gian tôi lấy mẫu ở đây. Và nếu mà đặt giá trị sampling time bằng giá trị counter của tôi cơ bản, đúng không? Thì tôi sẽ thực hiện vào vài thao tác gì đấy. Đúng không? Thời gian thao tác của tôi và cái timer sampling time của tôi đặt giá trị đây là bằng 9999 micro giây, tức là cứ là 10 giây thì một lần chẳng hạn như thế. Đây, tôi đặt timestamp của tôi cũng thế, và trên cơ sở đấy thì tôi thấy là bạn này thấy là chương trình của tôi cứ khi nào có timestamp thì tôi set lên là 1 và đặt reset nó về 0, xong đấy bắt đầu thực hiện vài thao tác gì đấy. Vài thao tác làm cái gì đấy. Đúng không? Là vài thao tác điều khiển gì đấy. Ok. Vâng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng mà không có hệ điều hành, đúng không? Thì như các bạn đã thấy là đối với cả cái mà chương trình mà khi mà bạn bắt buộc phát triển một chương trình mà to lên ấy, thì cái cách mà chúng ta vừa làm ấy nó sẽ làm cho chúng ta lúc nào cũng ngay ngáy là trường hợp là nếu mà đây là có hai đối tượng thời gian thì ok, nhưng bây giờ chúng ta có 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 vân vân. Cái đối tượng mà cần phải làm thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Đúng không? Và làm thế nào để cho người sử dụng có thể quan sát, có người lập trình ấy hoàn toàn có thể kiểm soát được quá trình chúng ta làm. Đấy, nhưng không có kiểu du kích như chúng ta vừa có. Vâng. Và tất cả các bạn đã làm thế thì các bạn đều biết rằng là có câu hỏi đặt ra rất là mạnh là liệu là cái thời gian mà chúng ta chạy của đối tác của tác vụ này ấy, nó có ảnh hưởng gì đến thời gian của tác vụ kia không? Ví dụ bạn sẽ không biết rằng là ông kia chạy 100 mili giây, không biết là nó có cái thời gian tác dụng của nó tính toán cộng trừ nhân chia đây, nó có chèn vào cái tác vụ thời gian tính nhanh không, đúng không ạ? Vân vân, bạn sẽ phải có một vài cái lo lắng kiểu như thế. Và vì thế mà người ta nghĩ ra cái gọi là hệ điều hành nhưng mà thời gian thực. Đấy. Thời gian thực ở đây có nghĩa là chúng tôi hiểu rằng là nếu mà bạn hiểu một cách nó gọi là real time nhé, operating system, thì cái hiểu của real time operating system ở đây ấy, trong ngành vi điều khiển chúng ta có nghĩa là đáp ứng được với cái thời gian đáp ứng là thời gian ứng của nó là tương ứng với đơn vị nhỏ hơn mili giây và hơn nữa nhá, nhỏ hơn mili và hơn nữa, và hoàn toàn có thể đáp ứng được. Thì chúng ta hiểu nó một cách như thế. Còn đối với cả
cái gọi là thời gian thực mà trong trong máy tính ấy, thì nó chỉ hiểu đơn giản là thời gian của giờ phút giây này, ở đây là đơn vị của nó là giây, đúng không? Còn đối với cả hệ điều hành thời gian thực trong máy, trong trong vi điều khiển chúng ta, thì thời gian thực là đơn vị đáp ứng của nó là dưới mili giây. Thời gian thực là hệ thống mà sự hoạt động của nó không phải phụ thuộc vào thời gian chính xác của kết quả, mà phụ thuộc vào thời điểm đưa ra quyết định. Hệ thống không có lỗi, hệ thống có lỗi khi yêu cầu về thời gian không được thỏa mãn, đúng không? Thì chúng ta hiểu rằng là hệ thống thời gian thực là hệ thống mà chúng ta nó hoàn toàn chạy dựa trên cái thời gian mà chúng ta đưa ra, và nếu thời gian chúng ta đưa ra mà hợp lý, mà đúng ấy, để mà nếu mà sai vi phạm, tôi xin lỗi, nếu chúng ta vi phạm cái quyết định về về ảnh hưởng thời gian ấy, thì nó ảnh hưởng toàn bộ cái kết quả của đối tượng của các bạn, đúng không? Ví dụ như là ví dụ như là bộ điều khiển của bạn chạy trên mạch vòng dùng sampling time, nếu mà cái sampling time của bạn vi phạm thì lúc đấy là cái mạch của bạn hoàn toàn có thể chạy không đúng nữa. Thì thời gian thực thì người ta chia thành hai loại là hard real time và soft real time. Thì tôi nghĩ là ranh giới hai cái này thì cũng mù mờ thôi, đúng không? Hard real time có nghĩa là nếu hệ thống của bạn mà bị vi phạm cái deadline ấy, thì gây ra hậu quả nghiêm trọng. Còn soft real time ấy, là hệ thống của bạn thỉnh thoảng cũng có vi phạm deadline, nhưng cái vi phạm deadline đấy bị thỉnh thoảng đấy nó không làm hệ thống của bạn bị, nó có gây ra lỗi nhưng nó không làm hệ thống của bạn bị hỏng. Đó, thì đấy là cái nền tảng, nên là các bạn thì bạn tưởng tượng này, cái hard real time với soft real time này nó cũng giống như là thứ nhất là giống như là cái hệ thống giống như phản ứng của con người thôi, đúng không? Nào, bạn nhận thấy là ví dụ như là đều đều bạn có các bạn 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 đối với bạn thời gian thực có nghĩa là thế này ạ. Chẳng hạn như là bạn dùng cái bàn phím máy tính, đúng không? Thế mà bạn gõ một bàn phím xong đấy, mà sau thời gian độ khoảng 1 giây nó mới cái chữ nó mới hiển hiển thị lên, thì lúc đấy là bạn sẽ thấy rằng là cái hệ thống đấy nó sẽ làm vi phạm cái chức năng thực của nó, vì như thế nó sẽ làm bạn gõ sai đi ngay. Ví dụ như bạn gõ chữ A mà sau 1 giây nó hiện lên, thì bạn hiểu là bạn vì bạn bắt của bạn phản ứng nhanh hơn chữ A trong 1 giây, là ví dụ bắt của người là phản ứng với cả 250 mili giây, đúng không? Bốn à và 24 hình trong 1 giây, đúng không? Như vậy là máy của mọi người người là phản ứng tốc độ là khoảng 50 mili giây. Như vậy nếu mà trong 1 giây sau mà nó mới phản mới mới có tác dụng của chữ A ấy, thì bạn sẽ hiểu rằng là lúc đấy bạn chưa gõ chữ A vào thì bạn bạn sẽ phải có 2 chữ A, và như vậy là bạn sẽ gõ ra một chữ sai khác khác ngay. Và chương trình của bạn mà cứ có độ trễ như thế thì lập tức là sẽ làm cho cái hệ thống của bạn trở nên rối loạn ngay. Rất nhiều người bạn hỏi tôi là cái thời gian thực này có nghĩa cực nhanh phải không? Thì tôi nghĩ là không phải. Cái thời gian thực ấy nó chỉ đáp ứng cho cái đối tượng mà chúng ta cần điều khiển thôi. Thì nếu mà bạn làm trong hệ thống mà điều khiển điện tử công suất, thì rõ ràng cái thời gian thực của chúng ta nó có thể lên đến hàng 0,1 0,1 mili giây, thậm chí thấp hơn nữa, 0,01 mili giây, đúng không? Đó là cực kỳ thấp, thế cho nên cực kỳ nhanh. Thế còn đối với cả các hệ thống mà ví dụ bạn thử tưởng cái máy bán hàng tự động chẳng hạn, đúng không? Máy hàng tự động là một hệ thống điều khiển thời gian thực. Trong đấy bạn nhấn nút vào để điều khiển cái cốc Coca-Cola bật ra, thì thời độ ăn trễ thời gian của nó khoảng độ 1 tới 2 giây đối với bạn cũng chả ảnh hưởng gì lắm, đúng không? Cho nên là thời gian thực không có nghĩa cực nhanh, mà nó là đáp ứng được cái một vành đường thường của chúng ta thôi. Đó, thì đấy là gọi là thời gian thực. Thì tất nhiên là vì nó chia thành hard real time và soft real time, bởi vì rằng là đối với cả công nghiệp ấy thì nó giờ nó phải chính xác. Bởi vì thế mà các hệ thống của chúng ta về cơ bản ấy thì đều gọi là hệ thống soft real time, tức là nó cơ bản là có thể chạy được, nhưng nếu có xảy ra một vài lần quá quá cái thời gian của nó thì nó vẫn không làm ảnh hưởng toàn bộ hệ thống, vẫn ra ảnh hưởng thì gọi là soft real time. Còn nếu bạn muốn chạy hệ thống hard real thật sự thì ví dụ như là military chẳng hạn, là cái ngành mà nó hỏi hard real time thật sự, nó hỏi độ chính xác của hệ thống phải đảm bảo độ đồng bộ rất là cao, đúng không? Hoặc là cái hệ thống mà để truyền thông trong trong nhà máy ấy, trong các nhà máy công nghiệp nói chung, cái hệ thống truyền thông trong nhà máy ấy, thì đều còn phải hard real time cả. Thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là cái yêu cầu về 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 hệ thống nói chung là ngặt nghèo hơn rất nhiều và nó khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với chúng ta thì phần lớn hệ thống chúng ta gọi là short real time thôi. Cách điều khiển cho nó thì để điều khiển đáp ứng thời gian ấy thì
đối với cả các kỹ sư của tự động ấy, thì cách đầu tiên ấy là chúng ta sử dụng timer và ngắt. Và tôi đã ví dụ trong cái bài ví dụ vừa rồi đấy, tôi dùng timer kết hợp với ngắt của nó thì nó sẽ xảy ra tương đối là đáp ứng. Và phần lớn các hệ thống của chúng ta phải được thiết kế làm sao mà nó đáp ứng được cái yêu cầu về ngắt và timer. Đó. À, đây là cách truyền thống và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại sử dụng cách này rất là nhiều thời gian, đúng không? Và cách này thì như tôi đang viết trên bảng này là chúng ta cần một kỹ sư lập trình chuyên nghiệp và hiểu rất rõ cấu trúc của hệ thống này. Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi, chúng ta làm đi điều khiển thì chúng ta phải hiểu rõ cái cấu trúc của hệ thống này. Nhưng ngay cả như tôi đã từng nói là ngay cả chúng ta hiểu rất rõ chăng nữa, và khi số lượng tác vụ của chúng ta rất nhiều lên, chúng ta không phải có 3 4 cái mà chúng ta có đến 5 10 tác vụ, thì lúc đấy thì chúng ta cần phải có một ai đấy quản lý hộ, đúng không? Và vì vậy mà cái hệ điều hành thời gian thực của chúng ta ấy, nó được sinh ra. Và cái hệ điều hành thời gian thực này ấy, nó sinh ra để nó làm dễ cho chúng ta. Mọi người thấy là rất là nhiều sinh viên rất ngại sử dụng hệ điều hành thời gian thực, nhưng mà sau phát hiện ra rằng là hệ điều hành thời gian thực là một cái dễ, đơn giản và rất hiệu quả cho cái việc mà đáp ứng của chúng ta để có thể xây dựng được hệ thống của chúng ta được tốt, đúng không? Đây, minh họa là khi mà chúng ta sử dụng mạch super loop, tức là mạch điều khiển hệ thống đều bình thường chúng ta bình thường, thì từng task một được thực hiện tuần tự, đúng không? Và các task này thì có thể được thực hiện thông qua các cơ chế ngắt khác nhau kết hợp với timer để thực hiện mạch vạch vòng. Và tôi đã minh họa cái super loop đấy trong cái bài toán của tôi rồi. Và cơ bản các bạn ấy là các bạn phải tự mình kiểm soát xem là task 1, task 2, task 3 của bạn chạy hết bao lâu và nó như thế nào. Nếu bạn nhìn cái loop này ấy, thì bạn thấy rõ ràng là tất nhiên ai cũng nhìn thấy thế thôi, là nếu có vạch loop thế này có nghĩa là task 3 mà chạy chậm ấy, thì ảnh hưởng đến task 1 là chắc chắn, đúng không? Nếu là về mặt lý thuyết là như thế. Tất nhiên vì chúng ta vừa khéo kết hợp giữa timer và ngắt cho nên chúng ta thấy là nó vẫn chạy không bị ảnh hưởng lắm, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn đã từng làm rồi, hiện nay đang làm trong trong hiện nay đang làm các bài tập dài đấy, các bạn sẽ nhận thấy ngay là nếu mà cái tín hiệu mà update cái truyền thông RS232 đấy, thì thường các sinh viên của tôi ấy là update truyền thông của nó là tốc độ là cứ 1 giây một lần, ví dụ 1 giây một lần bạn gửi dữ liệu lên, vì đối với người sử dụng thì 1 giây một lần là thoải mái phải nhìn, đúng không? Tuy nhiên là nếu mà bạn muốn gửi tốc độ cao lên, chẳng hạn như bạn muốn update truyền thông lên tốc độ là 10 ms một lần, ví dụ như thế, thì tôi nói ví dụ thế, 10 ms một lần để gửi cái dữ liệu tốc độ lên cho nó chính xác lên, để nhìn xem đặc tính của phản ứng của nó đối tượng thế nào, thì các bạn sẽ thấy này, ô khi em tăng tốc độ thời gian lên cái lập tức là chương trình của em nó loạn, nó nhanh xị rồi, chạy hoàn toàn không đúng và nó như thế nào ấy, đúng không? Thì cái đấy là các bạn sẽ thấy ngay thôi, đúng không? Tương tự như thế với cả mạch bạn bạn điều khiển mà mạch vòng mà có mạch vòng quét led chẳng hạn, đúng không? Thì quét led của nó là chạy với tần số nó khoảng độ 100 Hz, tức là 10 ms giây, đúng không? Và nếu mà bạn vừa có quét led mà lại vừa có truyền thông thì bạn sẽ thấy nó sẽ ra vấn đề ngay là lập tức là đã truyền thông thì lại led lại dừng không quay, dừng không chạy. Mà khi mà chúng ta quét nhanh lên quá thì có khi là truyền thông lại không có. Chuyện này diễn ra cũng nhiều lắm mà các bạn, tôi nghĩ là các bạn đã làm rồi thì các bạn sẽ thấy cái view này. Cái hệ điều hành thời gian thực là gì ạ? Là chúng ta cứ quy định rằng là task 1 chạy với thời gian 1 ms giây, task 2 chạy thời gian 5 ms giây, task 3 chạy thời số 50 ms giây. Và toàn bộ cái việc mà thời gian này quản lý thế nào, chạy làm sao nó do cái thằng này nó quản lý. Bây giờ bạn thấy là thay đổi task 2 này nó chả hưởng quá gì task 1 này, chả hưởng quá gì task 3, mỗi thằng chạy một vành vòng riêng. Và toàn việc này nó sẽ làm cho lập trình chúng ta trở nên rất là dễ. Và tôi như tôi đã từng nói là việc này đã làm cho việc chúng ta phát triển những chương trình lớn trở lên đấy. Chứ rõ ràng thì bạn viết một cái chương trình task 5 thì bạn không ảnh hưởng task 1, task 2, task 3, bạn cứ viết thằng nào task ra nào riêng thằng đấy. Thằng này quy định chạy bao nhiêu giây hết. Vậy nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cái chương trình của chúng ta cả. Và đấy là một điều tuyệt vời, là một cái công một cứu cánh tuyệt vời. Và về sau ấy các bạn lập trình cho các cái mạch mà liên quan đến công nghiệp về sau ấy thì các bạn sẽ dần dần bỏ cái lập trình theo kiểu này, bỏ. Bạn phải học hiểu về ngắt, hiểu về timer tất nhiên để bạn hiểu được cái nền tảng của nó chạy như nào, nhưng mà bạn sẽ chuyển sang kiểu này vì sao ạ? Bạn dễ quản lý hơn. Môn này là môn dễ quản lý, còn môn này là môn khó quản lý đấy. Và rất may chúng ta là thằng SM32 nó hỗ trợ cái free tốt bên trong đối trong trong hệ thống của nó luôn. Vậy bạn cứ gọi là ra thôi, bạn sẽ không phải cài đặt cái gì cả, đúng không? Một free tốt thì cấu trúc của nó còn có một cái gọi là kernel hay là gọi là nhân. Và cái nhân này là nó thực hiện cho cái kernel này thực hiện toàn bộ tất cả các thao tác các thao tác cơ bản.
cái nhân này ấy, là nó cho phép chúng ta thực hiện các thao tác cơ bản. Mà thao tác cơ bản là cái gì ạ? Thao tác cơ bản thật ra chúng ta gọi là thực hiện các thao tác gọi là gì? Chuyển giao dữ liệu với nhau. Tức là bạn có cái task 1, task 2, task 3, nếu mà bọn nó chạy độc lập với nhau, không liên quan đến nhau thì tốt. Nhưng mà đối với cả các hệ thống lập trình ấy, thì quan trọng nhất là dữ liệu, đúng không? Nếu mà task 1 này, dữ liệu của task 1 này là cấp vào dữ liệu của task 2, dữ liệu task 2 là cấp vào dữ liệu của task 3, thì lúc đấy cái dữ liệu này được quản lý thế nào? Đấy, thì cái nhân này là cái hệ thống mà liên quan đến quản lý cái hệ thống, nó gọi là lập lịch, chạy lịch, rồi quản lý dữ liệu, thì nó liên quan đến cái nhân này. Và đấy là cái mà nền tảng, may quá chúng ta không quan tâm đến cái nhân này lắm vì nó do người khác viết rồi. Nếu chúng ta phải biết cái này thì chúng ta thấy nó cũng chóng mặt đấy, đúng không? Patch là cái khái niệm định nghĩa phần cứng của vi xử lý. Vì là hệ điều hành nó được viết ra trên nền tảng là cho tất cả các vi xử lý. Cho nên bạn thấy là cái hệ điều hành FreeRTOS tốt đấy, phần FreeRTOS tốt này, nó viết được cho hệ thống SV32, nó chạy trên DSPIC, chạy trên 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 Asmega, chạy trên Freescale, chạy trên hầu như hàng trăm các loại BPU khác nhau. Và bạn thấy là khi chúng ta học học về hệ điều hành rồi ấy, thì có cái hay ấy, là chúng ta cũng không quan tâm nó là dưới nó là phần cứng nó là thế nào, vì là cái phần cứng này do cái thằng hệ điều hành nó tự cốt quyết định được cho chúng ta. Đấy là một điều cực hay. Và tất nhiên ấy, là nó cung cấp các cái driver, ví dụ nó sẽ cung cấp driver hỗ trợ về delay rồi timer rồi vân vân cho các hệ thống. Cái này thì thật ra là trong FreeRTOS thì không có, cái này chúng ta phải tự làm lấy thôi, đúng không ạ? Đấy, thì mục tiêu của các nhân QR này, nó thực hiện các tác vụ gì ạ? Thứ nhất là thực hiện cho phép chúng ta thực hiện nhiều tác vụ như vị multitasking. Đấy. Thứ hai là chúng ta thực thi bộ lập lịch, tức là chúng ta scheduling này, tức là scheduling là bản chất vấn đề của chúng ta là chúng ta muốn chạy multitask này thì các cái task này được phải được sắp xếp như thế nào. Đúng không? Chúng ta chuyển đổi ngữ cảnh ở đây là chúng ta chuyển đổi giữa hệ thống của chúng ta từ cái chế độ đang chạy sang chế độ dừng sang chế độ hold vân vân, thì nó gọi là context switching. Chuyển đổi giữa chúng ta thực hiện việc tranh chấp và giải quyết tài nguyên ở đây, chúng ta hiểu tôi hiểu là chúng ta chuyển dữ liệu của chúng ta như thế nào, thì nó thực hiện toàn bộ các cái thao tác này thông qua hệ RTOS, đúng không? Ok, đây là một ví dụ minh họa của cái hệ thống mà chạy trong thực tế. Thật ra thì tôi xin nói rằng là lúc mà chúng ta làm việc ấy thì chúng ta chả quan tâm đến cái này đâu, vì rằng là cái này là do hệ thống hành nó làm, nhưng mà chúng ta cũng biết nó thực hiện thế nào để chúng ta có cái nền tảng. Thì đối với cả các hệ thống công nghiệp ấy thì luôn luôn có hai trạng thái cơ bản, một là trạng thái sẵn sàng và hai là trạng thái chạy. Bạn lưu ý rằng là công nghiệp là như thế nhé, bạn muốn cho một đối tượng chạy thì không có nghĩa là bạn ra lệnh cho nó chạy ngay, mà bạn phải chuyển nó ở trạng thái sẵn sàng, đúng không? Khi đã sẵn sàng rồi có nghĩa là nó tôi rõ ràng rồi thì lúc đấy tôi ra lệnh thì mới chạy. Đấy, bạn 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 luôn luôn có cái khái niệm này trong công nghiệp. Vì sao các bạn lập trình cho không phải vi được vi vi xử lý đâu nhá, bạn sao lập trình cho PLC nó cũng thế. Ở PLC mà nói làm cho một đối tượng cho một hệ thống mà chạy ấy thì nó luôn luôn có cái chuyện này, nó luôn luôn bảo là bạn có trạng thái sẵn sàng chưa? Đã ready chưa? Cái tín hiệu đưa vào ready là khác với tín hiệu chạy, đúng không? Đấy, mà bạn bạn phải có tín hiệu ready đã rồi thì bạn mới chạy nhá, chứ không có ngược lại. Đó. Thì tất nhiên ấy, là bạn sẽ có cái cơ chế chuyển đổi ngữ cảnh nữa, ready và running, thì đây là cái việc mà do các cái task quản lý. Đó, ready. Thì từ cái trạng thái ready này ấy, thì nó có một vài cái tác vụ khác nữa ở đây ấy, mà tôi xin nói thêm là ở tác dụng suspend, tức là tạm thời treo, và block, block là chặn, đúng không ạ? Cái block có nghĩa là gì? Là khi hệ thống mà có ở là trạng thái block có nghĩa là nó hoàn toàn không có tham gia vào qua quá trình chuyển đổi này, có quá trình làm việc. Nó block tức là chúng tôi hoàn toàn chống, không cấm, không cho nó làm. Hay nói khác ấy là ở cái trạng thái block có nghĩa là lúc đấy tôi sống riêng, tôi tách riêng. Block có nghĩa là gì ạ? Tôi sống riêng, tôi tách riêng, lúc đấy tôi không có bắt cho bất bất cứ một ai được tham gia quá trình của tôi nữa. Thì block là trạng thái rất hay xảy ra trong trong hệ thống hệ điều hành thời gian thực. Có nghĩa là thế này ạ. Có nghĩa là khi mà tôi block lại, tức là tất cả mọi người khác không được quyền xâm nhập vào tài nguyên của tôi nữa. Lúc đấy chỉ mình tôi được xâm nhập vào tài nguyên của tôi thôi, thì gọi là block. Đấy. Và thứ ba, trạng thái thứ ba nữa là trạng thái liên quan gọi là suspend. Suspend này ấy, là trạng thái dừng tạm thời, tức là khi mà tôi đang chạy nhưng mà quá trình này đang hệ thống này đang running này, bạn thấy không?
Tag running, nhưng mà tôi phải tạm thời phải dừng lại một tí. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc đấy tôi thấy cần phải cho cái tag chạy. Bạn sẽ thấy là khi mà đây là cái suspend là một cái từ rất hay. Bạn tôi sẽ nói các bạn thế này. Các bạn chờ tôi một phút. Alo. Vâng. suspend là thế này. À, các bạn sẽ thấy nó hơi đặc biệt một tí, nhưng mà nó tôi không có gì làm đặc biệt. Nó thế này nhá. Bây giờ bạn có hai cái task cùng chạy, đúng không? Hai cái task cùng chạy. Ví dụ một task là tôi nói ví dụ cho máy tính của bạn, một task là xử lý ảnh. Một task là xử lý âm thanh. À, đúng không? Thế thì nếu mà bạn bạn sẽ còn có thể có hai thế này, một là chạy thằng xử lý ảnh trước. À, thì nó cứ xử lý ảnh đi, tức là tín hiệu từ internet cứ gửi về. Sau một có âm thanh. Sau chạy xong âm sau chạy xong task xử lý ảnh xong ấy, thì mới chạy ra xử lý âm thanh. Thế thì xảy ra hiện tượng là thế này. Cái âm thanh bạn chờ tôi một phút nữa. Alo anh nghe đấy. Ừ. Ừ. À thế à? Thế thì chờ anh tí, để anh nghĩ lại cái đấy nhá, xong rồi anh sẽ gọi lại cho em nhá. Alo. Ok.
Tiếp tục cái câu đoạn suspense này là cái đoạn rất là hay mà tôi muốn nói các bạn, là tôi vừa nói cái chuyện là âm thanh và hình ảnh đấy. Bạn có hai tác vụ, một đấy âm thanh và hình ảnh. Thế nếu mà bạn có thể chọn quy định là chọn là âm thanh chạy trước, à hình ảnh chạy trước, sau rồi có âm thanh, như vậy là bạn thấy là trong TV thỉnh thoảng vẫn có chuyện đấy đúng không? Thì khi chúng ta có hình ảnh xong, một lúc sau mới có người âm thanh và người bình luận, và đối với người sử dụng thì người ta cũng không thích lắm đúng không? Cho nên trong tất cả các hệ thống cơ bản nhé, là mặc dù đang chạy nhưng mà tôi lại tạm thời dừng nó một tí, tôi dừng hình ảnh lại một tí, xong rồi tôi chạy sang âm thanh được, tôi lại chạy một tí âm thanh một tí, tôi lại dừng sang hình ảnh, tôi sẽ switch giữa âm thanh và hình ảnh liên tục như thế. Nhưng người sử dụng có biết không ạ? Người sử dụng không biết, nhưng mà cái đấy là cái tôi vẫn phải thường làm. Thật ra cái này thì chúng ta hệ điều hành nó sẽ làm đấy cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải biết cái quy trình của nó. Cái này nó gọi là cơ chế preemptive, tức là hai thằng cùng chạy nhưng mà tôi mỗi thằng chiếm cái CPU một lúc, cái thời gian chiếm một lúc đấy, cái lúc đấy nó tính thành đơn vị của CPU là tính là mili giây. Thì đối với người sử dụng, người ta không biết, vì hình ảnh mà nó dừng lại khoảng 1 mili giây, người sử dụng có biết đâu, vì người sử dụng sẽ phân biệt mắt thường là 25 mili giây thôi mà. Lúc đấy tôi lại chơi âm thanh, và quá trình nó cứ chuyển đổi lại như thế, thì nó làm cho hệ thống của chúng ta trông thì chạy thì vẫn là mượt mà, vẫn đẹp đẽ, nhưng thật ra nó đã switch giữa hai hệ thống bình thường, nó switch liên tục giữa hệ thống ấy rồi. Thì quá trình nó gọi là suspend được là vì thế, nó tạm dừng chứ không phải block. Block là tôi chặn lại toàn bộ đấy, thì suspend được là hệ thống tạm dừng, và vì thế nó có task suspend được, và sau khi suspend được thì nó có resume đấy. Xong resume thì nó để ready, nó lại chạy, bạn thấy không? Cho nên cái hình vẽ của tôi là có suspend được xong rồi resume, resume xong rồi lại suspend được, nó là vì thế đúng không? Và đấy là cái quá trình mà các hệ thống của chúng tôi nó thường xuyên chuyển đổi lẫn nhau để nó cho phép hệ thống của chúng ta chạy rất là mượt mà đối với người sử dụng nhé, đối với người sử dụng đúng không? Đấy là một cái mà tôi muốn nói. Như vậy mà trong hệ thống, đây là các trạng thái cơ bản nhất mà hệ thống trong điều khiển nó cần cần làm để nó có thể có được cái tác vụ, mà có được cái hệ thống mà trong 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 hệ thống của chúng ta đúng không? À đấy, mọi người thấy là tôi có định nghĩa vài cái task đấy, như ready là bắt đầu sẵn sàng để chạy, running là đang thực thi, block block là lúc đấy là chúng ta dừng lại toàn bộ rồi, chúng ta dừng lại toàn bộ, còn suspend là cơ bản về treo đúng không? Trong FreeRTOS thì nó đưa ra một cái khái niệm là tất nhiên là nó có đưa ra khái niệm là priority đúng không? Tức là mỗi một cái tác vụ thì nó có mức nào giống như ngắt thôi, bạn thấy giống hệt như ngắt, và mỗi các vụ thì có cái ngăn xếp của nó là kích thước là bao nhiêu, tác vụ đó làm gì đúng không? Bộ lập lịch là phần lập lịch này không phải chúng ta làm nhé, nó là do đây gọi là một state machine, nó là cho phép chúng ta quyết định là cái hệ thống của chúng ta chạy như thế nào đúng không, cái nào tác vụ trước, cái nào là sau đấy. Cái này là chính là cho phép các tác vụ sẵn sàng được thực thi chiếm quyền sử dụng của CPU là vì thế. Nắm điện thoại thế, alo. Vâng. Đấy, bộ lập lịch là chúng ta cho phép chúng ta, may mắn là chúng ta là toàn bộ cái nguyên tắc của cái bộ lập lịch này ấy, nó là do phần mềm nó viết ra, chúng ta sẽ không phải coi, chúng ta biết là nó có những nhiệm vụ như thế thôi đúng không? Phần task scheduling đấy là cái phần mà như tôi đã nói các bạn đây này, đấy nó có cơ chế preemptive ở đây, có nghĩa là gì ạ? À, nó có hai chế độ round robin, tức là cứ một task một chạy xong thì đến task 2, task 3, task 4 mỗi thằng có một vòng đúng không? Và preemptive là cho phép chúng ta có thể kiểm soát được cái cơ chế gọi là phản ứng nhanh, tức là preemptive là ở chế độ chúng ta phản ứng nhanh, tức là mỗi tác vụ chúng ta có thể phản ứng với ngắt xảy ra đúng không? Đa nhiệm thì đúng rồi, một chương trình một CPU được phân bổ thành nhiều phần, và mỗi phần được thực hiện một lúc khác nhau thì gọi là đa nhiệm thôi đúng không? Và chuyển đổi ngữ cảnh thì cái việc chuyển đổi ngữ cảnh như tôi đã nói, chuyển đổi từ ready sang chạy sang dừng, thì là các khái niệm chuyển đổi ngữ cảnh là khái niệm mà cũng nằm trong bộ vi điều khiển, nó không, chúng ta không phải quan tâm nào. Giao tiếp giữa các tác vụ, đây là cái phần của chúng ta phải, thật ra chúng ta cũng phải để ý đâu, cái này cũng do một phần mềm nó làm thôi như phần mềm nó làm thì nó thực hiện giao tác giữa các tác vụ, tức là cho phép chúng ta có thể chuyển đổi giữa các tác vụ này thông qua cơ chế queue.
Thì bạn nhớ thấy là cái cơ chế queue là gì ạ? Là khi mà chúng ta có dữ liệu từ một tác vụ A mà chúng ta muốn chuyển sang tác vụ B, thì thay vì chuyển thẳng trực tiếp cho hai thằng cho nhau thì chúng ta nét nó vào một cái vòng vòng lặp đợi, gọi là vòng lặp first in first out, là như thế đúng không? Và cứ khi mà có vòng lặp đợi đợi này, cứ khi mà có cái tác vụ có dữ liệu đưa vào ấy, thì first in trước thì cái thằng tác vụ thứ hai nó sẽ đọc cái vòng lặp đợi đấy, và vì vậy mà dữ liệu toàn bộ nó sẽ chia sẻ với nhau thông qua một cái hàng đợi, thông qua một hàng đợi, đấy không? Đấy là cái cơ chế cơ bản chung để chia sẻ, tức là nó có một bộ đệm để chia sẻ dữ liệu với nhau, chứ không phải nó truyền được trực tiếp dữ liệu của hai người với nhau. Và cái bộ đệm đấy thì là theo nguyên tắc của hàng đợi first in và first out này. Đấy, các bạn cứ nói hiểu như thế thì nó đơn giản. Đấy, như chúng tôi nó có hình ở đây. Đấy, nó sẽ gửi dữ liệu vào đầu này và ông này nhận dữ liệu ra, bạn thấy không? Đấy, dữ liệu cứ gửi vào, đúng không? Chúng ta cứ gửi vào và nó lần lượt đọc, nó ép vào queue này, đúng không? Đấy, bạn nhìn thấy này, khi mà đọc đọc được cái hàng lợi thì nó lấy được dữ liệu ra và nó sẽ đọc đời lên. Như vậy là dữ liệu nó sẽ cứ tuần tự như thế, có dữ liệu mới thì nó ép vào hàng được hàng đợi. Đấy, nên xong ông thứ hai đã làm gì đấy, và khi nào ông hai hết làm phút làm đấy, ông mới quay trở đọc dữ liệu. Và khi có đọc dữ liệu xong thì tôi lại lần lượt xóa cái dữ liệu cũ đi mà đẩy hàng dữ liệu lên mới lên, mà quá trình nó cứ như thế thôi, đúng không? Đây là một vài hàm của queue nhận nhận và đọc dữ liệu, đúng không? Đây là gửi đọc dữ liệu. Tranh chấp tài nguyên. Nào, để giải quyết vấn đề thứ hai nữa rất quan trọng ấy, là nếu mà chúng tôi có hai task. Đây bạn 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 trong 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 lập trình, trong vi điều khiển ấy, à trong trong hệ đường hành thực ấy, thì nó thay từ task bằng từ thread. Thread cũng là một task nhá, thread là một task. Thì nếu chúng ta có một hàng đợi đây mà có bốn ông này cùng cần dữ liệu, thì nó cần phải có làm cơ chế nào thế để chia sẻ dữ liệu giữa bốn ông này. Thì nó thường thường đưa ra một cơ chế nó gọi là khóa, là semaphore, nó gọi là khóa. Có nghĩa là thế nào ạ? Có nghĩa là ông nào mà được có cổng mở khóa này thì lúc đấy ông mới được vào dữ liệu. Như vậy là đầu tiên ông task 1 nhá, nó đầu tiên là nhận được khóa. Sau khi nhận được khóa xong thì nó thực hiện vào cú nhập vào dữ liệu này. Sau khi nhập dữ liệu xong ấy thì nó lại trả lại cái khóa này. Lúc đấy ông hai mới đọc dữ đọc lọc nhận được cái khóa và trả lại dữ liệu thứ hai. Cái điều này nó giống hệt như kiểu cái tủ đựng đồ trong cái phòng tập gym của bạn ấy, nó giống hệt như thế, đúng không? Khi bạn muốn vào cái tủ muốn 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 gửi gửi đồ vào nhá, thì bạn đầu tiên là bạn xin khóa của ông quản lý, đúng không? Xong bạn mở cái khóa ra, bạn cho cái dự cho cái dự, bạn lọc dự, lấy dữ liệu của cái bạn, tức là bạn cho cái ba lô của bạn vào trong cái tủ đấy, đúng không? Và bạn giữ cái khóa. Bạn đã giữ cái khóa rồi thì cháu nào có thể đọc được, đúng không? Thế sau đấy sau bạn đến bạn đến bạn mở cái, bạn dùng hết thời gian của bạn rồi, bạn mở cái khóa ra, đúng không? Bạn lấy ba lô của bạn ra, xong bạn trả lại khóa lại cho ông quản lý, đúng không? Lúc đấy ông thứ hai bắt đầu cầm cái khóa đấy, thứ hai lại cầm cái khóa lại sử dụng cái khóa ấy được. Như vậy nó chỉ là một cái ô cái khóa để đựng đồ, và semaphore là cơ chế mà cho phép chúng ta cung cấp một cơ chế để cho phép chúng ta trao đổi dữ liệu lại một cách thống nhất, tức là ông nào một ông chỉ được dùng một lúc thôi. Mà đấy là bản chất của vấn đề, là vì CPU của chúng ta là có một cái thôi mà, đúng không? Đúng cơ rồi. Thế là cái hàm của free là tốt để dùng thôi. Tương tự như semaphore thì cơ chế mutex là cơ chế mutex là cơ chế mà chúng ta có thể dùng khóa, nhưng mà là theo tính chất là hai chiều, tức là chúng ta có không thể phải cần phải trả cho cùng dùng trả cho ông cho cái ông quản lý, mà chúng ta trao đổi với nhau, tức là một khi mà tôi dùng xong cái thì tôi là nó kết thúc của dùng tôi thì ông được quyền ngay, và tôi không cần phải quay trở lại cái ông quản lý đi, đúng không? Và việc việc dùng sử dụng khóa này thì là tôi sử tức là cái khóa nó cắm ngay trên trên cái ổ ấy, bạn hiểu không? Tức là tôi dùng xong cái thì tôi chả cắm lại cái khóa lại, và lúc ông khác là có cái khóa thế sẵn sàng rồi thì là ông được dùng thôi, chứ không phải chạy ra khỏi ông quản lý là cho tôi xin cái khóa đi. Thì đấy là cái cơ chế mutex, đúng không? Là đấy là cơ chế tương tự như semaphore thôi, đúng không? Rất là nhanh. Thì trong thực tế thì các hệ điều hành trong công nghiệp ấy thì nó có rất nhiều. Ví dụ như VxWorks là một hệ thống điều hành được dùng thì rất là phổ biến hiện nay trong 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 thế giới lập trình thời gian thực. VxWorks, và bạn thấy là một bản license của VxWorks này trung bình nó giá khoảng độ 10.000 đô. Đó. QNX cũng là một hệ thống hành được dùng rất là nhiều cho các máy, đặc biệt các máy của ABB dùng QNX rất là nhiều, đúng không?
MisOS là một hệ thống dùng trong khi điều khiển, được dùng ở phổ biến ở Mỹ. Còn FreeRTOS là hệ thống điều hành mà được dùng hiện nay, nó là FreeRTOS vì sao? Nó free và nó được dùng cực kỳ, nó là mã nguồn mở, vì vậy mà nó rất là dùng thoải mái. Bạn đừng có thể copy vào nghiên cứu về nó, tài liệu về nó rất là đầy đủ trên mạng. Và bạn thấy là thật ra thì FreeRTOS bạn không cần phải dùng nhiều tài liệu lắm đâu, bởi vì nó quá dễ để có thể chúng ta có thể sử dụng. Đấy, nó quá dễ để sử dụng. FreeRTOS thì thật ra nó có bản thương mại hóa, bản Open Report này là bản chúng ta được dùng thoải mái free, không phải hỏi ai. Còn bản là IEC 61508 Safe FreeRTOS, tức là đáp ứng được yêu cầu hard real time này, thì bản này bạn phải trả tiền. Bản này thì cũng 4.000 đô một bản. FreeRTOS thì nó có ưu điểm đấy, nó có chỉ có vài file task list, C list, Q list, và trong đó thì toàn bộ viết bằng C. Cho nên bạn nào mà cảm thấy mong muốn mà muốn tìm hiểu xem nó viết thế nào thì bạn có thể xem được code của nó. Chạy trên rất nhiều vi điều khiển, và chúng ta có thể dễ dàng thiết lập cái hệ thống này thông qua các cơ chế nhận chạy và nhận thôi. Ok, các bạn thấy là cái chương trình của FreeRTOS cơ bản nó thì là nó là một task, và task này có tham số đưa vào của chúng ta, và ở đây ấy, thì nó làm vòng lặp vô cùng. Vậy mỗi một frame một task làm vòng lặp vô cùng. Ở vòng lặp này bạn có thể tưởng tượng cái chương trình của bạn chia thành nhiều vòng lặp, và mỗi vòng lặp này đều là vòng lặp vô hạn. Và vòng các vòng lặp này cho phép bạn có thể gọi các tác vụ thoải mái mà bạn không bị ảnh hưởng gì, đúng không? Thì tôi đã từng cùng sử dụng các sinh viên của mình xây dựng hệ thống FreeRTOS để xây dựng cái mô hình HQL Loop để mô phỏng các cái đối tượng. Như bạn nhìn thấy là đây mô phỏng đối tượng điều khiển động cơ một chiều, mà ở đây là tôi điều khiển sử dụng transistor nhá, có mạch vòng dòng điện và mạch vòng tốc độ, đúng không? Đây là mạch vòng, đây là hệ thống ghép điều khiển. Bạn nhìn thấy là lúc này thì tín hiệu đầu vào ấy là analog input, là tín hiệu trả về là tín hiệu lệnh lệnh gửi. Analog output là các tín hiệu về cảm biến dòng điện, cảm biến tốc độ, đúng không? Người analog output ở đây. Đấy, và thực hiện mô hình điều khiển. Và mọi người nhận thấy là tôi hoàn toàn có xây dựng mô hình điều khiển transistor ở đây, và một điều transistor phát xung ra sau 3 pha, cộng với cả đây là mô hình động cơ, đúng không? Và đây là bộ điều khiển. Đây là phần mềm cho phép tôi có thể quan sát được cái giá trị cài đặt. Đấy, task thì mọi người thấy là các tác vụ của nó gồm có là UART, PID, ADC, PWM. Thì toàn bộ các tác vụ này trao đổi các tham số cơ bản của tôi là ADC và duty cycle của tôi thôi, đúng không? Và giá trị trả về của tôi qua màn hình Live View để hiển thị trên tốc độ. Thì đây là kết quả, một vài kết quả đấy. Mạch vòng tốc độ của tôi nó quá điều chỉnh như này, và sau một thời gian nó cũng đáp ứng được yêu cầu đối tượng. Mạch vòng dòng điện của tôi cũng thế, qua điều chỉnh xong thời gian nó tác dụng khi có tải thay đổi thì nó cũng đáp ứng theo như tải. Đấy, đây là một cái mô phỏng của tôi để đánh giá được cái độ chính xác của cái FreeRTOS, và tôi đặt thời gian của nó là 10 micro giây một lần, 10 micro giây một lần thì nó hoàn toàn đáp ứng được cái yêu cầu của nó. Và một cái rất là nhanh, đáng lẽ là chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái mô phỏng cho cái FreeRTOS này để các bạn làm quen, nhưng bây giờ chúng ta hết mất thời gian rồi. Thì tạm thời thế để các bạn có một cái hình dung nha, tạm thời các bạn để các bạn có một cái hình dung về cái hệ thống này rất là nhanh. Thì chúng ta dừng ở đây nha, nếu mà chúng ta còn thì chúng ta sẽ học tiếp buổi tuần sau nữa. Các bạn thấy thế nào ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Thì chúng ta cứ tạm dừng ở đây đã nhá. Xong rồi hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái bài cuối. Ok. À.